Bố có cảm thấy khó chịu về cái việc đó không? Khó chịu về cái việc là khi mà anh em mình luôn luôn bị đưa ra để so sánh với nhau. Em chỉ muốn cho mọi người đang xem cái podcast này hiểu được anh Ben là một người như thế nào. Mình vẫn chưa bằng ai đâu. Ở trên mình còn rất là nhiều người hơn mình nữa. Anh biết chắc chắn là Fabo có những cái struggle của Fabo mà mọi người không thể hiểu được. Mọi người lúc nào cũng nói là Fabo các MVP. You see the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. Yo, what's good mọi người? Hello mọi người. Vị khách mời ở episode lần này của chúng ta need no more introduction bởi vì xuyên suốt cả một cái sự hình thành của channel YouTube của Ben thì không thể không nhắc đến một người mà luôn luôn đi song song và đi cùng với Ben xuyên suốt ngay từ những ngày đầu tiên. Và Ben xuất phát là một big fan, một big big fan của Fabo, và anh em mình đã có cơ hội gặp nhau không biết là đến bao nhiêu lần trước khi chính thức có một buổi như thế này. Official, cái này là Official, official. official. Thật ra là trước cách đây vài ngày hôm thì anh em mình cũng có gặp nhau trước ở cà phê. Và những lần trước cái hôm cà phê đấy ấy, thì đều là những lần mà gặp vô cùng tình cờ, không bao giờ hẹn, Không hẹn. không bao giờ nghĩ là sẽ gặp ở tại cái nơi như thế, chẳng hạn Nhưng như mà vậy. em lúc đó cũng không nghĩ là anh đang ở Việt Nam. Lúc đó là, chắc là mọi người không biết, nhưng mà lúc đó là mình với lại vợ mình và bạn em đi ăn Bánh bánh xèo. xèo bên Công Tráng, và vô tình Anh với đúng rồi, anh với lại chị Lùng đi tới, và anh Ben đứng dậy và hai anh em ôm nhau đến nỗi mà Ni là vợ mình phải hỏi là ủa đây là bạn thân của ông xã hả? anh vừa mới bước xuống xe thì anh nhìn thấy Fabo, nhưng mà anh không chắc không, thì anh vừa nhìn vặt mặt phát anh phải yo, you know, Ừ, God show love. rất là bất ngờ. Và ngoài ra là Xong lần thứ hai gặp nhau cũng là một lần mà không thể ngờ được là sẽ gặp vào cái lúc như thế ở ở Takashimaya. Takashimaya lúc đó, ở Taka là vô tình lúc đó là hai anh em đang ăn ở hai nhà hàng cạnh nhau luôn á, nhưng mà không biết lúc mà hai anh em đi ra cùng nhau mới là gặp. Nói chung cái timeline để mà anh em mình gặp nhau một cách tình cờ và mãi cho đến buổi hôm nay này thì cũng đã phải rất rất là lâu rồi. Anh nghĩ là phải khoảng hơn 1 năm hoặc là 2 năm gì đấy. Hơn Anh một năm nếu mà nói vào cái khoảng thời gian em bắt đầu làm YouTube được 3 tháng là lúc đó em bắt đầu biết tới anh. Và với lại sẵn tiện ở trên podcast thì mình muốn nhắc tới một việc mà làm cho mình cảm thấy rất là respect anh Ben. Có nghĩa là từ lúc đầu khi mình mới vừa làm YouTube, thật sự là tới cái thời điểm này trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là nếu mà vào cái ngày hôm đó không có một cái sự tình cờ là anh Ben vô tình xem cái video của mình, và anh Ben đã shout out mình ở trên Instagram, và anh Ben có sự lựa chọn là có thể shout out hoặc là không cần phải shout out, chỉ cần tự mình biết thôi. Nhưng mà anh Ben đã shout out, và khi mà mình thấy, mình nói là tại sao một người có một người mà mình chưa bao giờ nói chuyện, và lúc đó anh Ben đang khoảng 300 300 200 mấy 300 ngàn subscriber mà lại dễ thương đến như vậy. Và ngoài ra là sau khi sau sau cái việc đó xảy ra là anh em có nói chuyện với nhau, và tới khi mà anh Ben gặp mình ở ngay bánh xèo Đinh Công Tráng, anh Ben cũng là người đi tới và say hi. Và đối với lại một cái suy nghĩ giống như mình á, mình là một người có suy nghĩ là anh Ben là lúc đó vào thời điểm đó subscriber cao hơn, và ảnh là người lớn, ảnh lớn hơn mình nữa, do đó giống như là đúng ra là em phải tới say hi, Wow. nhưng mà anh lại quyết định là tới say hi, cho nên bro respect. Wow, anh cũng muốn đính chính lại một chút. Đấy là anh xuất phát là một big fan của Fabo. Anh thật sự là một người đã giống như là mình discover ra được một người mà mình cảm thấy là oh my god, Thank this guy, như kiểu you, là he got taste, my man. là một người rất là có gu, rất là đẹp trai, Cảm ơn anh. quay cũng rất là đẹp. Và vào thời điểm đấy khi mà anh làm YouTube thì chưa có một ai mà anh cảm thấy là oh damn, như kiểu là đây là một cái level mà anh cảm thấy chỉ có bên nước ngoài họ làm được vào thời điểm đấy. Cảm ơn anh. Mà lúc đấy cũng phải nói thật là thấy đây là một quả rất là chịu chơi, đi Dubai xong rồi rất là baller. Thế nên anh cảm thấy rất là quý Fabo, bởi vì với những gì mà Fabo có thì Fabo quá humble, quá khiêm tốn. Và dĩ nhiên là một fan thì anh sẽ làm theo một việc rất là tự nhiên, và nó không hề như kiểu là
có second thought, anh không hề nghĩ đến cái việc đấy nó quá nghiêm trọng như như thế. Nhưng mà đó đó là cái mà em đang muốn nói, có nghĩa là anh có thể nói là anh vô tình xem em, nhưng mà anh đã quyết định là shout out em lúc đó, và ngoài ra là nói là anh là fan nữa. Nhưng mà anh không cần, giống như là anh không cần phải làm giống như vậy. Anh có thể có một cái option khác và anh đã quyết định đi Well, với lại cái option đầu tiên. đến 2 năm sau, anh em đang ngồi ở đây. Ở đây. Và cho đến bây giờ thì anh nghĩ nếu mà mỗi lần nhắc đến sneaker YouTube hay fashion YouTube mà nhắc đến Benjamin thì không thể không nhắc đến Fabo. Nó giống như là khi mà nhắc đến Messi thì không thể nào không nhắc đến Ronaldo. Nó cũng giống như là khi mà nhắc đến Biggie thì không thể nhắc đến Tupac. Tupac. Và mọi người có thể hiểu được. Thì 2 năm sau Ben và Fabo vẫn ở đây và mọi người cũng rất là hay thắc mắc là tại sao Ben và Fabo không thể lên được một cái video cùng với nhau. Không phải là bởi vì anh em mình có beef, Biết không, có một Nói chung đây là cái, đây look có thể gọi là cái video mà look được nhiều request nhất trên kênh YouTube của em. look mọi người nhìn vào cái con người này, thấy cái con người này có một cái gì để mà có thể beef cùng không? Man, đây giống như kiểu là một sứ giả của hòa bình và giống như kiểu một hoa hậu thân thiện. Mọi người thử nghĩ xem là mọi người có thể tìm ra một điểm gì để ghét cái người này không, để mà có thể hiềm khích với cái người này không? Nói chung là tại vì lúc nãy anh Ben có nói là khi anh em mình giống như là khi mình nhắc tới anh thì không thể nào không nhắc tới em, và lúc mà nhắc tới Piggy không thể nào không nhắc tới Tupac hoặc là Messi và Ronaldo. Always. Anh muốn hỏi thật là ban đầu thì Fabo có cảm thấy khó chịu về cái việc đó không? Khó chịu về cái việc là khi mà anh em mình luôn luôn bị đưa ra để so sánh với nhau. Cái này là em nói thật luôn nha. Đối với em, cái việc so sánh không 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 là vấn đề gì hết. Đôi khi kể cả em biết anh cũng giống như vậy. Anh biết là đối với lại ai mà muốn làm YouTube ở ngoài đó, kể cả sneaker YouTuber, em đều support. Em nếu mà nói support thì không hẳn là nghe cái từ đó nó hơi quá đáng, nhưng mà có thể là em sẽ hỗ trợ, là em chỉ họ cách quay hay là kiểu startup như thế nào. Nhưng mà đối với em thấy cái sự so sánh này rất là bình thường, và khi mà em được so sánh cùng với anh thì em cảm thấy rất là tự hào. Đó 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 là một Man, cái điều mà anh cũng có thể nói the same. Đang nhân tiện nói đến những YouTuber thì hiện giờ ở Việt Nam, Fabo có cảm thấy ở trong thế giới của anh em mình, sneaker, fashion, streetwear và street culture thì Fabo có cảm thấy YouTuber Việt Nam nào mà hiện giờ đang rất là tiềm năng, đang rất là đáng để mọi người theo dõi? Sneaker. Đã, mình đang nói về sneaker YouTuber. Chỉ về sneaker thôi. Chứ đôi khi có nhiều người làm về nhiều nhiều mảng khác nhau. Thì nếu mà chỉ liên quan tới sneaker và chỉ review sneaker thôi, đó chính là Duyệt. Duyệt Duyệt là người em thấy review chi tiết và có đầu tư nhất. Và khi mà em coi cái kênh YouTube của Duyệt, em thấy Duyệt mới vừa đạt được 100.000 subscriber, em thấy rất là vui cho việc Duyệt Shout out đến Duyệt từ Shout Germany, Nhưng mà Gotta hard show love, hard gotta show work. love. Nhưng mà đúng ra thì Duyệt phải, em nói thật, nếu mà em là một người đang xem kênh YouTube của Duyệt thì tới thời điểm này em nghĩ là Duyệt phải hơn em luôn, chứ không phải là, tại vì Duyệt có một cái cách review rất là hay và rất là đầu Rất tư là chi chi tiết tiết. và là một người yêu, có một tình yêu quá lớn với cả Nói chung là đầu tư lắm giày. luôn, đầu tư lắm cho tất cả mọi thứ. Và đối với lại kể cả mình á, em mới đây em có xem Duyệt làm một cái video về cái nón mà có mấy cái đá của D&G. Anh em mình chưa bao giờ thấy cái đó, và nhờ Duyệt mình mới biết được wow, cái nón này nó như thế Mà nào. Duyệt review vô cùng chi tiết. Chính xác. Man, man. Shout out, Anh thấy Duyệt giống như là Seth Fowler, shout out. Anh cũng muốn shout out đến Andy Vũ. Yeah. Đó, đó là lý do tại sao lúc nãy em có nhấn mạnh là chỉ làm về giày thôi, chứ không thôi là cũng có Andy Vũ chắc chắn rồi. Và tại vì Andy Vũ là vừa làm về rất là nhiều mảng, và vừa Đa số là về đời xe rồi sống, đời sống, xe rồi sneakers. nhưng mà sống một cuộc sống rất là hood. Yeah. Rất là kiểu Stay true. Stay true. Có rất là nhiều YouTuber nữa mà anh không thể nhớ tên hết ngay bây giờ, nhưng mà anh biết đến Long Popper này, How Hero này, Yeah.
anh không thể nhớ đến hết tất cả mọi người được. Thậm chí có một đợt anh thấy Hoàng Huy Đào cũng làm Hoàng Huy YouTube, Đào. và có những người thì họ keep up, và có những người thì keep up có nghĩa là họ vẫn duy trì được đến bây giờ, và có những người thì họ không thể tiếp tục duy trì đến bây giờ. Thật sự để mà nói thì anh em mình ngoài ngoài việc anh em mình vẫn duy trì được đến bây giờ ra thì anh em mình vẫn cố gắng để stay on top of the game, bởi vì anh mặc mặc dù là anh em mình không phải là kình địch gì cả, nhưng mà bất cứ khi nào mà Fabo level up thì anh cũng bảo là oh shit, như kiểu là anh Nói cũng chung á là anh em mình phải chạy cùng nhau, nhưng mà tại vì anh đang ở một cái level giống như vậy và em đang ở cái level này thì khi mà chạy cùng nhau thì nó cũng là cái biên độ đó thôi, chứ không phải exactly. là competition hay là cái gì hết á. Nhưng mà thật sự nếu mà không có Fabo thì anh nghĩ là anh cũng không cố gắng để mà làm tốt bản thân mình ngày càng hơn nữa. Ok, tại vì anh nói vậy đúng không? Sẵn mình sẽ nói cho mấy bạn nghe tại sao mình cực kỳ thích anh Ben. Mình chưa bao giờ có thể ngồi xuống, mặc dù trên TV hoặc laptop, coi một cái video mà một người nào đó sit down, gọi là sit down video nha, nói về một cái gì đó mình sẽ skip. Và đối với anh Ben có thể 20, 30, 40 phút không bao giờ skip. Mình bị dính lắm luôn á mọi người, phải nói là dính luôn á, tại vì không có ai mà em ngồi dính giống như vậy hết. Và kể cả những người ở ngoài đó ai hỏi em sẽ nói bro, Benjamin nói chuyện làm cho mình dính lắm luôn, phải là ngồi coi không giờ skip. Và Man, đó cũng là lý do tại sao mà mặt anh chuẩn bị đỏ rồi vì à, mỗi mỗi lần mà em thật sự là đôi khi khi mà anh em mình làm cái công việc này á, mình sẽ đôi khi cảm thấy nó rất là mệt, và mình sẽ có một cái khoảng thời gian khoảng một vài ngày mình sẽ không thể nào edit một cái gì hết, nó gọi là cái mood. Nhưng mà mỗi lần mà em có cái mood đó thì em sẽ mở rất là nhiều video của mọi người lên, và chắc chắn trong đó có anh. Và sau khi em xem xong thì em muốn ngày hôm sau là em kéo máy ra em đi quay liền. Anh có thể nói điều y hệt như thế. Honestly, thật sự luôn. Anh cũng biết là Fabo rất là đầu tư, và đầu tư vượt mức mà một cái YouTube video nó cần phải như thế. Nhưng mà anh thật sự rất là bị cuốn bởi những cái đấy, bởi 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 vì thứ nhất là anh rất là bị hấp dẫn bởi cái lifestyle của một người mà anh nghĩ là nhiều viewer họ so sánh anh em mình, bởi vì anh em mình nếu mà có 10 phần anh em mình phải đến 5 phần giống nhau và 5 phần còn lại thì anh em mình khác nhau. Thế nên là khi mà anh rất là hứng thú với cả để theo dõi cuộc sống của Fabo, nhìn xem là wow, ok, đây là một cái cuộc sống mà mình cũng không thể giống như thế được, nhưng mà mình rất là interested để mà mình, tại vì mình cũng rất là tò mò. Và anh biết là kể từ việc đấy thì dĩ nhiên là cũng sẽ có rất là nhiều những người mà họ jealous, họ gato với cái việc đấy. Thì anh thấy một con người như Fabo không không đáng để bị như thế. Ai ai cũng có haters, ai cũng có haters, ai cũng có ai ai rồi cũng sẽ bị nói ra, nói Nhưng vào một cái thời điểm nào đó. mà cái lý do mà họ hate Fabo bởi vì họ gato. At the end of the day, mọi người hay nói là cuối ngày thì những cái công việc của mình thì mình biết thôi, chứ không ai giúp được gì mình hết. Đôi khi đúng là em mua cái này, em mua cái kia, và có thể có những ý kiến trái chiều là đây là cái tiền mua không phải là của em hay là của ai đó. So what? Đây là cách mà anh nhìn nhận vào việc đấy. Đấy là có những người thì họ được sinh ra ở ở bottom và người ta phải leo lên top. Có những người họ sinh ra ở top và họ phải duy trì ở top. Giống như Đen Vâu nói là con người cũng giống như con chim, chả con nào sướng, chả con nào khổ. Anh biết chắc chắn là Fabo có những cái struggle của Fabo mà mọi người không thể hiểu được. Mọi người lúc nào cũng nói là damn, như kiểu là Fabo got everything, tại sao mà cần phải buồn thế, tại sao mà những người mà họ họ là những celebrities, họ là những người mà họ rất là ở trên đỉnh rồi và họ depressed bởi vì câu chuyện của họ không được chia sẻ với người khác, bởi vì người khác không hiểu. Ai cũng có những cái struggle thôi, và anh nghĩ là cái struggle của Fabo thì sẽ ít người có thể hiểu được. Em chắc chắn là không ai muốn nói về cái struggle của mình ở ngoài đó, không ai muốn chia sẻ, và chỉ chia sẻ vài người mà mình thương thôi, hoặc là người gia đình của mình thôi. Nếu mà mọi người ở ngoài đó nhìn là em bắt đầu từ một gia đình khá giả hoặc là on top hay như thế nào đó, hoặc đó đó em cực kỳ respect, nhưng mà đối với em lúc nào ai hỏi nhà em như thế nào, em luôn luôn Anh trả nói thật, lời nếu là mà anh sinh ra ở trong gia đình
như Fabo thì anh không khiêm tốn và humble được như Fabo đâu. Anh sẽ cực kỳ láo, và anh sẽ cực kỳ, anh sẽ không được như Fabo đâu. Em cái này là cái mà em cảm nhận được. Em biết là ở ngoài đó có rất là nhiều người sẽ có cái tính cách này, cái tính cách khác. Nhưng mà đây là cá nhân của em và em không nói về ai hết. Em đôi khi ok, humble, cảm ơn anh. Em đôi khi khiêm tốn hoặc là em không muốn Quá khiêm nói tốn. về cái việc gia đình mình như thế nào, hay là em kể cả không bao giờ nói giá một cái món đồ nào trong video của em, trừ khi em buộc phải, hoặc là em chỉ total hết và em để lên một cái title. Và nếu mà if you know then you know. Chứ em không bao giờ mà nói tôi mua cái này bao nhiêu hay như thế nào, tại vì em cảm thấy là mặc dù bây giờ nhà mình nó có đủ tiền để xài, để sống, thì cái đó là việc của gia đình mình. Ba mẹ em dạy rất là nhiều về cái việc mà mình vẫn chưa bằng ai đâu, ở trên mình còn rất là nhiều người hơn mình nữa. Đối với vợ chồng em là chưa bao giờ, kể từ khi em biết vợ em cho tới cái thời điểm này, không bao giờ depend on một cái gì trên gia đình của em. Chưa bao giờ mà suy nghĩ là khi mà mình có con mình sẽ Amazing. depending on ông bà ngoại, ông bà nội. Anh thật sự muốn nhấn mạnh cái việc này, bởi vì mọi người không hiểu được là bản thân Fabo cũng rất rất cố gắng. Anh nghĩ Fabo phải cố gắng hơn người bình thường. Hơn người bình thường là cái chắc, còn mình không biết là mình có cố gắng được hơn những người mà những kiểu người ta cực kỳ cố gắng, người ta cực kỳ focus hay không, nhưng mà chắc chắn là Fabo cố gắng hơn người bình thường. Nói chung là em và chồng em có một cái plan, thật sự có một cái plan, và em rất là tự hào và ngồi ở đây chia sẻ với anh là cái plan nó go smooth giống như là những gì mà em plan out. Ok. Hơi hơi có một chút technical issue, và đây là cái episode thứ hai, thế nên là anh cũng vẫn đang phải làm quen với cả tất cả mọi thứ đang đang đang, đang diễn ra ở đây, thế nên Mặc dù các bạn đang thấy có rất là nhiều góc đúng không? Nhưng mà behind the scene nó hoàn toàn khác. nhưng mà anh thấy rất là vui, bởi vì hôm nay được ngồi ở studio của Fabo. Đây là một cái studio mà anh thấy nó còn đẹp hơn so với cả những gì mà Fabo có thể quay được. Và anh cảm thấy rất là vinh dự khi mà được ngồi đây để mà nói chuyện và chia sẻ với cả Fabo. Nói chung anh em mình hàn huyên với nhau cũng giống như khi mà anh em mình ngồi cà phê nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà đây là những câu chuyện mà bình thường Ben và Fabo sẽ nói chuyện với cả nhau. Nhưng mà tại vì Ben cũng muốn chia sẻ với On cả mọi người. camera. Tại Nhưng mà vì thật sự là bình thường anh em vẫn ngồi nói chuyện giống dạ giống hai người đều trước. đều đều là những câu chuyện như này. Anh em mình sẽ nói về tất cả mọi thứ mà vào cảm xúc lúc đấy. Cái video hoàn toàn không hề có một cái script gì, không hề có một cái plan gì cụ thể và muốn nói về một cái ý chính nào cả. Anh em mình sẽ như kiểu là nói giống như kiểu là ngồi cà phê chém gió và chia sẻ với cả Thật mọi sự là người. không có script luôn á, tại vì hôm trước mình có hỏi anh Ben là anh có một cái layout, một cái timeline giống như là mình sẽ bắt đầu với cái gì trước, anh Ben nói không. Mình cứ giống như vậy thôi, mà on camera giống như anh em mình đang ngồi cà phê và on camera thôi. Thật sự thì cái podcast này, như hôm qua anh cũng nói với cả anh Việt là khách mời đầu tiên của cái podcast, của cái series này, mà anh muốn mời tất cả những người mà anh rất là respect, họ có influence Cảm ơn. đến đến với một cái mảng nào đấy. Và nhiều phần thật sự đây là một cái nó cũng hơi mang tính cá nhân, đấy là nhiều phần là bởi vì anh muốn giải đáp những cái thắc mắc của bản thân mình về cái người đấy, mà anh không chỉ muốn biết cho anh, mà nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người cũng có thể tìm hiểu qua cái podcast này. Anh thực sự anh không quan tâm đến cái views hay là những cái mà nó mang đến lợi ích từ cái này. Đây nó là một cái nó rất là personal, và chẳng may anh em mình có máy quay, anh em mình có những cái đồ để mà có thể set up được một cái như thế này, thì nó mang tính kỷ niệm rất là nhiều. Có thể là sau này cái studio này nó cũng sẽ không còn được như này nữa, có thể sau này anh em mình cũng sẽ không còn nhìn được như thế này nữa. Có thể đến ngày mai là nhìn đã khác rồi, thế nên đây là một cái việc mà nó rất là ý nghĩa. Là một kỷ niệm. Là một kỷ niệm của anh em mình. Ok, cho em nói cái này nha. Thì cách đây 2 ngày mình có ngồi, đó là lần đầu tiên mà cuộc gặp mặt official của mình với anh Ben. Thì lúc đó mình muốn nói một điều ở trên cái podcast này để cho mọi người hiểu anh Ben là một người một đây cũng là một trong những lý do mình rất là respect anh Ben. Nói chung là các bạn đôi khi anh Ben sẽ không chia sẻ ở trên camera, nhưng mà mình muốn nói và anh Ben có thể giữ cái scene này nếu mà anh Ben cảm thấy thoải mái. Nhưng mà anh Ben nói là
Trước khi anh Ben gặp mình, anh Ben đã đi chơi cùng với lại con trai, với lại vợ cũ của anh. Và đó là một cái hành động mà em cảm thấy rất là người lớn, Kể bro. từ khi anh đáp máy bay về đến đây thì chưa một ngày nào anh không gặp con trai anh hết. Thời gian của anh tuy cũng chỉ ở đây có 7 ngày thôi, nhưng mà anh muốn dành every single second Em đang tính nói. để mà có thể spend time với lại nó là con trai của anh mà, như kiểu là nó là một cái connection giống như kiểu em có với bố em ấy. Nhưng mà em thật sự là giống như lúc nãy em nói đúng không? Có rất nhiều lý do để cho bạn không cần phải gặp mặt hoặc là liên lạc gì nữa với lại cái người bạn trai, bạn gái cũ hoặc là chồng vợ cũ. Anh nghĩ là Favo cũng đang rất là muốn đề cập đến một cái câu chuyện để mà giúp anh được đính chính với cả mọi người. Đây là cái mà để em sẽ nói giùm cho anh luôn, tại vì á anh Ben hôm đó nha, anh Ben có thể nói là ừ chuyện đã qua rồi, nhưng mà bây giờ, nhưng mà không, anh Ben đã nói là anh đúng là một người rất là tệ, Wow. và Anh là một người đàn ông và một người con trai tệ cho đến khi mà anh 27 nhưng mà ai có thể nào admit một cái chuyện đó, và em cực kỳ respect tại vì anh admit cái việc đó và chia sẻ cái việc đó với lại em. Và khi mà mình nghe được là anh Ben lúc đó là trước khi gặp mình á đi chơi với lại con trai và vợ cũ, thì mình thấy một cái hành động rất 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 là đàn ông, và không phải rất là đàn ông mà Thank rất là trưởng thành, và biết là sau cái chuyện đó đã xảy ra, anh Ben có thể lựa chọn là ok tôi chỉ có thể đi chơi với lại con trai tôi thôi, nhưng mà anh Yep. Ben đã quyết định đi với lại người vợ cũ của mình. Yep. Và lần nữa shout out tới kể cả anh và cái chị đó nữa, tại vì hai người có một cái suy nghĩ rất là đúng đắn và cho cái tương lai của con mình nữa, và cái đó là không thể nào. Và em cảm thấy là em biết là anh sẽ không bao giờ chia sẻ cái việc này ở trên camera, do đó ngay bây giờ em sẽ chia sẻ cái việc này giùm anh, và anh có thể giữ cái podcast, giữ cái scene này nếu mà anh muốn. Thank you em rất là nhiều. Thật sự thì nếu mà không đề cập đến thì anh nghĩ là anh sẽ không nói về cái việc này, bởi vì chắc là vào khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì anh là một người tốt. Anh biết anh là một người tốt và anh làm những hành động rất là đúng đắn. Nhiều phần là bởi vì anh có một người yêu, nhưng mà anh cũng coi như là một người vợ hiện tại, là một người đã giúp anh trở thành con người như bây giờ. Anh thật sự không nghĩ là một người phụ nữ có thể khiến cho một người đàn ông trở nên tốt lên như thế. Và nói chung có rất là nhiều công sức là nhờ Lùn. Lùn Lùn là một người mà anh có quá nhiều điều để nói về Lùn, nhưng mà chắc là mọi người biết Ben trước đây và biết Ben sau này thì sẽ có thể biết được là Lùn đã khiến cho Ben trở nên tốt lên rất rất nhiều như thế nào. Thật sự là người ta hay nói là đúng người á, tại vì đối với lại Đúng rồi, em, đúng thời điểm. đúng rồi, đối với lại em cũng giống như vậy, tại vì đối với lại em thì em với lại Ni cưới nhau khá là sớm, nhưng mà khi mà mẹ em cảm thấy em gặp đúng người, nhưng mà thật sự đúng người luôn á. Thôi bây giờ anh, tại vì đây là podcast của Fabo và anh cảm ơn Fabo đã dành thời Nhưng gian để mà thật sự là em không phải là em làm cái này vì một cái điều gì, nhưng em muốn mọi người hiểu rõ hơn về cái việc này, đó chính là một cái việc không ai muốn. Nhưng mà đối với lại một cái hành động, một cái chia sẻ giống như vậy á, mà cách đây 2 ngày anh đã nói với lại em á, thì em cực kỳ thấy rất là hay luôn. Hay kể cả anh và chị có cái hành động làm như vậy giống như em nói á, tại vì quan trọng nhất là con trai của anh. Tại vì nếu mà hai người hòa thuận với nhau, xem nhau như là bạn, thì tất nhiên là một cái gia đình rất là rất rất là hạnh phúc với nhau, mặc dù không còn sống với lại nhau nữa. Nhưng mà lần nữa shout out tới 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 chị vợ cũ của anh, và kể cả chị Lùng đang ở Mỹ nữa. Nhưng mà em chỉ muốn cho mọi người đang xem cái podcast này hiểu được anh Ben là một người như thế nào. Đôi khi á, kể cả em cũng giống như anh và tất cả mọi người ngoài đó, không thể nào chia sẻ tất cả mọi thứ hoặc là nói về một cái suy nghĩ của mình ở trên camera. Nhưng mà không phải mình không nói là mình không làm. Thank you Fabo vì đã rất là thoughtful vì việc này, và đây là một việc mà anh không thể ngờ đến được. Bây giờ Nhưng mà nói anh phải để cái scene này ở trên đó nha, chứ anh không được, no, anh không được cắt ra luôn, tại vì em đã nhắc tới, em đã đính chính rồi, cho nên từ nãy giờ nói về anh khá là nhiều rồi thì anh cũng muốn nói một chút về việc của Fabo và Tini, bởi vì Fabo và Tini thì dùng trong mắt của anh là trời sinh một cặp. cảm ơn anh. Trời sinh một cặp bởi vì Fabo và Tini như kiểu là một. Là một luôn đấy. Và
anh rất là hứng thú muốn biết câu chuyện Fabo và Tini đã quen nhau như thế nào. Em với lại Ni quen nhau một cách rất là tình cờ. Đúng là em đã từng trả lời câu hỏi này ở một trên một cái video Q&A của em, nhưng mà nó có, em không nhớ em có kể chi tiết đến như vậy không, nhưng mà nó lúc đầu là như vậy nè. Ni chia sẻ một cái video nào mà em đăng lên lúc đó, xong rồi em mới xem. No, nó là kiểu em nói thật là giống như là meant to be luôn á, là tại vì Ni chia sẻ video đó của em là cách 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 cái khoảng thời gian em gặp Ni là khoảng 1 năm, và lúc đó thì em thấy kiểu em có Lúc đấy lúc là năm bao nhiêu? em không nhớ nữa, lâu quá rồi, tại vì tới thời điểm này quen với lại cưới luôn là gần 5 6 năm rồi, cho nên em mới nói là Nhưng mà Fabo cũng đã làm YouTube và Fabo cũng đã hoạt động ở trong YouTube và sneaker cũng rất là lâu rồi đúng không? em bắt đầu chơi sneaker rất là lâu và chia sẻ cái đam mê này ở trên sàn kinh giày rất là lâu rồi. Hồi xưa anh trước khi mà Fabo có hẳn một kênh YouTube và làm những cái content bây giờ thì trước đấy anh cũng đã biết là Fabo làm cả những cái kiểu sneaker collection và lúc lúc đấy còn chưa có Yeezy luôn. Cái lần đó lúc đó hình như là KD, cái lần đó là hình như Yeah, là chúng ta đã a lot of KD. bắt đầu có những cái event giống như là sneaker porn. Những cái đó thì em được được em nhận được cái lời nhã ý rất là tuyệt vời, đó là đến từ những anh chị đã tới vào quay cái collection của em. Thì sau khi mà em thấy qua những cái video đó, em cảm thấy qua những cái video này mình chia sẻ ngoài cái kiến thức, cũng giống như là đôi khi mình có một cái này mà một người nào đó ngoài đó đang rất là quan tâm tới và họ đang muốn mua, thì mình có thể chia sẻ cho họ biết là họ có nên mua không. Và sau đó thì em mới quyết định là làm YouTube, và ngoài ra em rất là thích edit nữa, do đó thì em mới kết hợp tất cả mọi thứ. Anh vẫn muốn nói nốt về cái về câu chuyện của Gặp Fabo gỡ đúng không? và Tini đã quen nhau như nào, nhưng mà Fabo cảm thấy khá là lạ khi mà trước thời của anh em mình thì cái việc làm một YouTuber nó không phải là một cái gì đấy mà người ta có thể nói đến được. Cái công việc YouTuber và cái nghề mới YouTuber nó mới chỉ xuất hiện thôi. Và Fabo có cảm thấy đây là một cái mà nó rất là mới lạ, và mặc dù là anh em mình ở trong cái game YouTube này nhưng mà anh em mình cũng vẫn phải đang tìm hiểu và nó vẫn còn rất là mới luôn đấy. Đối với lại em á nha, em biết anh cũng giống như vậy thôi. Nếu mà ai muốn tới come up mà hỏi là em đang muốn làm YouTube, em 100% support, recommend, Và ai ai cũng có thể làm YouTube, ai bất cũng có kỳ thể một làm ai, YouTube. anybody. Và tại tại sao, tại vì nếu mà bạn làm YouTube mà bạn, nếu mà giống như là anh em mình mà may mắn càng ngày càng được nhiều người quan tâm và theo dõi, thì tất nhiên là anh em mình có thể càng ngày càng đi lên với cái kênh YouTube của mình. Và cái điều mà em muốn là mọi người khi mà nhắc tới YouTube thì không chỉ nghĩ đến là, đúng là khi mà nhắc tới YouTube là anh em mình, kể cả hai anh em mình đều nghĩ ở Mỹ là sẽ có Logan Paul, Jake Paul, David Dobrik, nhưng mà em muốn là khi mà nhắc tới châu Á, nhắc tới Việt Nam thì họ sẽ biết tới không hẳn là Fable hoặc là Benjamin, nhưng mà ngoài đó có nhiều người giống như là tài giỏi rất rất là nhiều, và em biết ở ngoài đó có rất là nhiều người có cả 2 3 triệu subscriber và họ làm video rất là hay, và đó là cái mà em muốn tất cả mọi người cùng nhau đi Anh nghĩ lên, rất là là hay. cái số subscriber nó rất là xứng đáng với những Chính cái xác, quá xứng đáng luôn. nó rất là xứng đáng luôn. Và bây giờ thì cái trend của YouTube nó hơi nghiêng một chút về những cái mà kiểu quá sức tưởng tượng của con người, như kiểu là siêu to khổng lồ. Nhưng mà anh nghĩ là mỗi một cái category Nó sẽ thì khác nhau. nó sẽ hoàn toàn khác nhau, nó hoàn toàn khác nhau, bởi vì anh cũng biết một điều, đấy là anh và Fabo đều là những người mà bỏ ra rất nhiều sự đầu tư vào một cái video hơn những cái category khác, có thể còn rất là nhiều nữa. Đôi khi mọi người xem video của mình và kể cả anh Benjamin, các bạn xem khoảng mười mấy phút và đôi khi có thể lên đến vài chục phút, nhưng mà đó là
các bạn đang xem thôi, nhưng mà behind the scene, những gì mà phải quay Man. rồi phải edit, đối với lại thật sự một cái video 40 phút Cái là đấy là phải cái quay không từ fun. 6 cho tới 8 tiếng. Cái đấy là cái không fun, và cái đấy là cái mà rất cái đấy Đúng là như cái là mà quay Man. á, quay đã là một chuyện rồi, về chép đã là một chuyện khác rồi, phải copy thêm một cái external hard drive nữa, xong rồi phải edit. Và em biết là anh Ben, anh Ben edit ngày xưa có subtitle, em ngồi xuống em nói trời ơi trời, kiểu làm sao mà có một người mà có thể ngồi subtitle hết từng câu từng chữ, đến nỗi mà em thấy em kiểu em Cái đấy nó là một việc mà thật sự nhá, anh edit cái video bao nhiêu thời gian thì làm subtitle phải gấp đôi cái số thời gian mà anh Thì các bạn cứ suy nghĩ đi. Đó, mình mới vừa nói câu đó là phải mất hết một chút xíu subtitle rồi. Do đó thì nó mất rất là nhiều thời gian. Và kể cả một video khoảng 12-13 phút, mình với anh Benjamin đã edit khoảng 6-7 tiếng rồi, là non-stop luôn á. Process để mà có thể ra được một cái YouTube video thì có những lúc mà cũng rất là, không phải lúc nào nhìn cũng nhanh, có những lúc mà nhìn rất là đầu bù răng bựa, nhìn mồm mồm thì rất là thối, xong rồi những kiểu là vẫn 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 phải ngồi để làm ra một cái một một cái video. Đấy là những cái cảnh mà mọi người không nhìn thấy được, và những kiểu là đầu tóc thì bết. Đấy mới thực sự là lúc mà mình cảm thấy cái progress để mà ra được một cái sản phẩm gì đấy nó rất là kỳ công. Và thường thì ngay cả mình cũng thế, đôi khi mình nhìn một vận động viên họ chơi thể thao giỏi, thì để mà người ta chơi thể thao giỏi được, đấy là countless, rất là nhiều tiếng họ phải practice practice, rất là chán, có thể là một mình, và nó không kiểu tươi đẹp như kiểu là khi mà người ta play một cái game. Nhưng mà bao nhiêu cái Hard behind work, the scene đấy khán giả họ cũng không 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 thấy được. họ không thấy được. Nhưng mà đúng là ai cũng có sự lựa chọn, có nghĩa là đó là vẫn quan trọng nhất là về content, về những gì mình đang làm. Giống như lúc nãy anh có nói là về những cái siêu to, siêu bự, đó là những cái content mà ai cũng tò mò, và kể cả anh em mình cũng rất là tò mò. Và những content đó là respect, respect. Anh vẫn cảm thấy ngay cả những cái siêu to khổng lồ đấy, họ có cái lượng subscriber đấy vẫn xứng đáng, bởi vì Quá anh xứng em mình đáng. không thể làm được. Mặc dù mà họ chỉ cần, em thật sự ra đối với lại một cái video mà đối với lại những người giống như là làm một cái video đơn giản thôi nhưng mà được nhiều view, nhưng mà xứng đáng là mặc dù họ chỉ cần cầm máy quay như thế nào, bỏ vào file, up lên giống như vậy cũng không sao cả, tại vì những gì mà họ làm trong cái video nó còn hơn giống như vậy nữa. Cho nên anh em mình có sự lựa chọn là mình chỉnh chu, mình quay, mình chỉnh màu, mình dùng mic có dead cat để lọc tiếng giống như bây giờ, tại vì mình muốn cái quality nó tốt. Nhưng mà nói chung là ai cũng có một cái Ở hướng giai đi đoạn khác này của thôi. Fabo thì Fabo có cảm thấy happy với lại cuộc sống của mình không? Em chưa bao giờ đòi hỏi một cái gì thêm về cuộc sống của em hết, chưa bao giờ đòi hỏi một cái gì thêm hết, tại vì giống như em nói là đúng là mình nhìn xuống thì có thể mình hơn một vài người, nhưng mà mình nhìn lên thì có rất nhiều người hơn mình. Nhưng mà ở tại cái thời điểm này và cũng mấy năm gần đây, xuyên suốt những cái thời gian này rồi, em không bao giờ đòi hỏi một cái gì thêm hết á. Tại vì anh thấy anh và Fabo đều có một điểm chung, đấy là anh em mình rất là tích cực, anh em mình rất là positive, và mình không nghĩ đến cái việc unhappy, thế nên là nó không attract mình. Anh cũng rất là vui bởi vì anh biết đến những người như Fabo, bởi vì cái việc mà khi mà một người rất là vui và người ta rất là hạnh phúc thì cái việc đó nó rất là lan truyền, nó giống như là một cái bệnh ấy mà mình được lây được ấy. Đối với lại những người giống như anh em mình á, Và mặc anh dù thấy mình Kiên Hoàng cũng là một người như thế. Right? Right? anh trai nắng, ok, thì anh Kiên là Yeah. một người nói chung là tất cả những người giống như anh em mình, em, anh rồi anh Kiên là những người lúc nào cũng vui cười. Và chắc chắn không bao giờ các bạn sẽ thấy mình, anh Ben hoặc là anh Kiên hoặc là những người ngoài đó nhăn hoặc là khó chịu một chút nào. Cả khi mình tiêu cực thì mình sẽ rất là thu hút những sự tiêu cực khác vào mình tiếp tục nữa. Thế nên anh rất là vui, bởi vì bây giờ anh em mình đang ở một state mà anh em mình cảm thấy happy với cả những gì mà nó đang diễn ra, và mình không biết trước được tương lai là như thế nào, và hiện giờ chỉ có hiện tại thôi. Anh Ngay có ngay ngay hiện tại ở giờ phút này anh đang ngồi cùng Fabo đây, anh cảm thấy rất là vui. em cũng giống Mặc dù là anh em mình không có đến vài triệu sub, vậy. nhưng mà anh nghĩ
anh vẫn mang đến một cái giá trị gì đấy mà rất là tích cực cho cuộc sống. Mỗi người ai làm YouTube cũng đều muốn khi mà người xem coi á, người ta sẽ rất thỏa mãn và họ thấy cái thời gian họ dành ra cho video của mình rất là Xứng đáng. đáng, xứng đáng. Đúng. Và đó là lý do tại sao trong video của em á, em lúc nào muốn là người xem cảm thấy có một ngày tồi tệ thì họ xem người ta oh wow. Hôm nay giống như anh biết cái show hôm trước em có nói với anh là cái show của Ellen á. Cái show đó làm cho mọi người mà đi làm về stressful cỡ nào, về bật tivi cả gia đình ngồi với nhau xong rồi bắt đầu ngày mai có một ngày tuyệt vời. Và đó là cái mà anh em mình đều muốn. Anh thấy về personality thì Fabo cũng rất là giống với Alan nhé. No. Em không dám nhận, nhưng mà nếu mà em sau này mà có cơ hội á thì em sẽ cố có một cái talk show, một cái gì đó giống như là Ellen. Em cực kỳ respect Ellen tại vì Ellen đúng là làm cái đó thì có thể nói là đều có lợi nhuận, nhưng mà Ellen dùng cái lợi nhuận đó của mình và làm từ thiện, làm những cái điều tốt, làm cho tiền trường học, giúp những người giống như là lính cứu hỏa mà bị cháy nhà sau cái đợt cứu hỏa đó. Nói chung là những cái việc làm respect hands down, cho nên em cảm thấy nếu mà sau này em có cơ hội mà em làm được giống như vậy á, em sẽ giúp tất cả những gì mà em có thể luôn. Trước khi Fabo em là một gặp người rất là gia đình. Anh một người vô cùng gia đình luôn, cực kỳ luôn. em đối với lại em á là gia đình lúc nào cũng trên hết đối với em, gia đình sau đó là sẽ tới những người Cái thân điều thiết. cái tính cách này là do ba mẹ em dạy em hay là em nhận được quá nhiều love từ gia đình? Cái này là em đang nói về cái cuộc sống của em thôi. Em không biết mọi người ở ngoài đó như thế nào. Nhưng mà nếu mà em nói em nhận được tình thương quá nhiều, giống như là em làm cái gì ở nhà cũng không cho, hoặc là không cho em động một cái gì hết, cái đó là quá sai luôn. Tại Anh vì không nghĩ thế bởi vì ban nãy Fabo setup cùng với anh thấy là Fabo là một người rất là nói chịu khó làm luôn đấy. chung là Man. em đúng là cách raise, cách dạy dỗ của mỗi cha mẹ sẽ khác nhau. Nhưng mà đối với cách của ba mẹ em dạy em là chưa bao giờ mà nuông chiều em hay như thế nào. Nó có thể ba mẹ có thể nuông chiều con một cách perfect nhất, không cho đụng một cái gì hết, Bố nhưng mẹ mà đó là anh cũng chiều anh dã man luôn. đó Nhất nhất có mức có đúng thể mà rồi, bố có mẹ thể anh là có thể không chiều anh cho được luôn. con mình động vào một cái gì luôn, nhưng mà có thể lỡ mà cái outcome tốt hay như thế nào thì sao. Nói chung là ai cũng có một cách dạy khác nhau và không một cách dạy nào sai cả. Nhưng mà đối với cách của ba mẹ em á là không bao giờ giống như là cho em cảm thấy là mình được quá cưng chiều. Đúng là mọi người có thể thấy là đúng rồi, Nhưng em được cưng hay như nhưng thế nào. mà em là một người đàn ông gia đình bởi vì em nghĩ là em bản năng của em thế hay là do gia đình của em rất là thương yêu em mà. Tại vì giống như em tiếp tục lúc nãy em nói á, thì đôi khi lúc mà mình còn nhỏ thì mình cảm thấy mình xin cái này xin cái kia ba mẹ mình có thể không cho, hoặc là mình xin đi chơi hay như thế nào ba mẹ mình không cho, mà tại sao ở ngoài đó nhiều người được. Nhưng mà sau này mình nhìn lại mình cảm thấy là cái cách dạy của ba mẹ mình rất là khác với lại mọi người, và Anh đó cũng là thấy cái ba mẹ em dạy em quá xuất sắc. cảm Quá ơn xuất em. sắc Đôi luôn. khi lúc đó có thể cái setup mind của mình nghĩ là tại sao ba mẹ mình lại làm như vậy, mình không có cảm thấy mình không muốn giống như vậy, mình rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà mình từ từ trưởng thành hơn á thì mình cảm thấy là oh wow, ba mẹ mình dạy, ba mẹ mình phải làm giống như vậy để mình có cái ngày hôm nay. Và khi mà mình nhìn nhận lại hết tất cả thì mình thấy được gia đình mình là cái gì đó với lại chắc chắn là ai ở ngoài đó cũng đã từng trải qua, hoặc là nếu mà chưa thì mình chia sẻ đây luôn, có nghĩa là có thể là chúng ta sẽ gặp một cái struggle, một cái gì đó trong cuộc sống khi mà sẽ không còn ai ở bên cạnh ta nữa, Một và khó gia đình khăn gì sẽ là đấy. người duy nhất, là những người duy nhất sẽ ở bên cạnh mình. Và mặc dù mình có làm gì ở ngoài đó không ai chấp nhận mình thì gia đình mình luôn luôn chấp nhận mình. Giống như là ở ngoài đó có thể người ta nhìn mình giống như là một người xấu, hoặc là mình giống như là ở ngoài đó ai có thể giống như là ai có thể nói mình trời ơi, xấu quá hay như thế nào, nhưng mà về nhà đối với lại ba mẹ mình vẫn là hoàn hảo nhất. Đấy là một tình yêu vô điều kiện. Đúng là Vô điều em kiện. đang tính nói đó, mẹ em rất là hay nói giống như vậy, cho nên em mới nói là những bạn xem video của mình có rất là nhiều độ tuổi, có thể những bạn đang còn rất là trẻ, và chắc chắn là ai lúc mà còn nhỏ cũng không có suy nghĩ, kể cả bây giờ chưa chắc gì anh em mình đã có một cái suy nghĩ đúng đắn nữa. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì thấy
lúc đó thì mình có thể suy nghĩ hơi sai. Nhưng mà nếu mà bây giờ các bạn mà có một cái suy nghĩ gì đó về là tại sao ba mẹ mình lại như vậy thì không sao cả, không trách gì hết. Có thể là lúc ngày xưa thì em cũng giống như vậy thôi, chứ không có gì mà để giấu hết á. Kể cả ai cũng giống như vậy thôi, nhưng mà càng ngày càng trưởng thành thì chúng ta đều biết là cái gì đúng cái gì sai, và lúc đó là mình quá sai tại vì mình nghĩ ba mẹ mình giống như vậy. Anh nể ba mẹ em bởi vì anh cảm thấy là ba mẹ em đã cho ra được một thành quả như em. Bởi Đúng vì rồi. em là một người không phải là ai cũng như em ở cái khả năng tài chính và ở một cái cuộc sống như em để mà có thể turn out được như Fabo. Khi mà em còn nhỏ thì chắc là ba em rất rất là bận, thì lúc đấy có dành nhiều thời gian với em không? Ngày xưa là ok, cái này là em chưa bao giờ kể nhưng mà bây giờ em sẽ kể trên cái podcast này. Có nghĩa là mẹ em thì có một người em, có nghĩa là dì của em á, thì em gọi là má. Tại vì ngày xưa khi mà em khoảng một vài tuổi á thì ba mẹ rất là bận, do đó thì em với lại dì là má đó. Anh biết chắc chắn là ba mẹ em khi mà em còn nhỏ chắc chắn là rất rất bận và Đúng rồi. không dành nhiều Cho thời nên gian được lúc với đó em là khi đâu. mà em chào đời cho tới khoảng thời điểm em một vài tuổi á, là má em gọi là má Liên, là chăm em từ nhỏ cho tới lớn luôn và không bao giờ cách xa luôn, mặc dù ngày xưa ở chung nhà nhưng mà về sau Cho này đến năm thì bao nhiêu tuổi? em không nhớ nữa, chắc cho tới năm em gần vào lớp 1 hay như thế nào đó. Wow. Nhưng mà kể cả ngày xưa thì tất cả mọi người đều ở chung, nhưng mà sau này thì nhà em có làm khách sạn. Ngày xưa thì làm khách sạn thì có rất là nhiều chi nhánh, do đó thì má Liên phải ở một chỗ khác. Thì em thì anh biết rồi, nếu mà một người nào đó mà nuôi mình từ lúc nhỏ thì mình sẽ dính giống như bị thiếu hơi á, cho nên hả em ở đó luôn và không có ở cùng với lại ba mẹ. Rồi về sau này khi mà em trưởng thành hơn, giống như là em hình như lớp 4, lớp 5 hay lớp 6 em không nhớ Anh nữa. nghĩ lúc đấy ba mẹ em cũng phải hy sinh rất là nhiều thời gian dành với em để mà hustle, để mà có được những cái gì mà ngày hôm nay. Nói thật là em nói sao ta, mặc dù mà em không ở gần ba mẹ em lúc đó nhưng mà giống như là cứ tối nào ba mẹ cũng qua, đôi khi hả ngủ lại luôn, Ngay nhưng cả mà khi em mà rất là trân không, trọng những khoảnh khắc đó. ngay cả khi mà không thì trong lòng của em always biết là đấy là True, ba mẹ của em. true, true. Có nghĩa là không phải là mình nghĩ chắc là ba mẹ mình lo kiếm tiền rồi không quan tâm tới mình. Không phải vậy. Ba mẹ em rất là quan tâm tới em nha. Ngày xưa là khi mà hả em ở với má Liên vậy, nhưng mà em đi học, ba em còn nhớ hoài luôn. Ba em cứ mỗi lần mà rước em đi học về bằng cái chiếc xe Dream á, là lúc nào cũng có một cái món đồ chơi hết. Lúc nào cũng có một cái món đồ chơi mỗi ngày luôn. Và một món đồ chơi nhỏ thôi cũng làm mình vui, chứ không phải là mua một cái gì đó to đùng. Nhưng mà lúc nào em cũng biết là ba mẹ em đó, đó là ba mẹ em và đây là má 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 mà đã nuôi em từ nhỏ tới lớn. Kể cả anh nói là anh không gặp con anh nhiều, anh ở Mỹ, con anh ở đây, nhưng mà có phải là những gì mà anh đang làm đều là tốt cho con anh đúng không? Đó, do đó thì em mới nói là ai ba mẹ nào cũng sẽ có cái lý do riêng của họ Việc và việc chúng ta không thể nào việc mà mà bây kết giờ anh luận được. cố gắng và việc bây giờ anh rất là bận bịu và vất vả là bởi vì anh muốn sau này khi mà con anh lớn hơn thì sẽ có quyền được được mơ. Thì anh nghĩ là vào thời điểm đấy bố mẹ của Fabo cũng nghĩ thế, cũng 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 muốn là để thời điểm bây giờ Fabo sẽ có được một cuộc sống như hiện tại, là bởi vì lúc đấy đã phải hy sinh rất là nhiều rồi. Cho nên em mới nói là ba mẹ nào cũng có cái lý do riêng của họ, nhưng mà không phải là họ không có ở đó là họ không quan tâm tới bạn đâu. Đó, rồi ngoài ra là cái giống như mình nói thì lúc nãy anh Ben nói là cái podcast này giống như là anh em nói chuyện bình thường thôi, thì em thấy là anh Ben có chơi mấy cái mô hình nhỏ giống như là course. Thì giống như trong video nào của em nói là cứ khách qua đây á thì sẽ em sẽ tặng một cái blind box. Thì em có chuẩn bị ở đây hai cái blind box, một cái cho chị Lùng và một cái cho anh. Nhưng mà Anh sẽ để dành cái này để khi nào mà anh qua bên Mỹ anh quay một cái video thì anh sẽ cùng lùn unbox. ok, vậy thì anh phải Là gửi cool. cái, anh phải gửi cái sim đó cho em à. 100%. Ok. 100%. Man. Thì nói chung Đây là giống như kiểu là một cái tradition khi mà đến tradition, nhưng mà không phải studio ai cũng vào được studio của em. Chỉ của có những người thực sự rất rất là thân thiết hoặc là có một cái công việc gì đó thì ok vào cái studio của em để quay phim, hoặc là kể cả nói chung là nếu mà báo hay gì qua mà muốn quay collection của em rất là thoải mái. Nhưng mà không phải ai cũng vào studio của em, do đó thì em mới có cái tradition là ai mà ghé cái studio của em là sẽ tặng một cái blind box. Mặc Thank dù chị you. Lùng không có ở đây nhưng mà coi Thank như là you. anh represent. Yeah. Thì Thank you Fabo rất rất nhiều.
thì hy vọng trong đây là sẽ có con cá, tại vì con cá tới 2,5 triệu rồi mọi người. Bất cứ khi nào mà có những cái món đồ như này và anh chắc chắn là anh sẽ trưng bày nó ở trong nhà, thì anh sẽ lại nghĩ đến vào ngày hôm nay anh em mình ngồi đây và anh em mình có cái quãng thời gian này để dành với nhau. Và đó đó là cái mà em rất là muốn, đó là lý do tại sao em chỉ tặng những cái món đồ này, tại vì ở dưới đây chỉ có những người thân của em mới có thể xuống đây được. Và khi mà xuống đây thì em gửi tặng anh cái này, tại vì sau này khi mà anh qua Mỹ á, anh em mình đâu gặp được nhau nhiều đâu. Đôi khi anh quay ở đằng sau có background mà đang edit, xong rồi zoom vô thấy ố phá bộ kìa. Càng ngày anh càng cảm thấy Fabu là một người tình cảm đến mức không thể diễn tả được. Anh Không biết, thể diễn tả được. anh biết mọi người gọi em là gì không? Mọi người gọi em là never say never, là tại vì em rất là Man. ngại để từ chối một ai đó. Và Man. nói chung là Ok không phải tại ok. vì Anh muốn nói đến cái việc mà em rất là khó từ chối ai đó. Và đợt gần đây, thật ra cũng không phải gần đây nhưng mà cũng chắc là phải vài tháng trở lại đây, thì anh thấy là Fabo làm việc với cả rất là nhiều những local brand. Anh chỉ hy vọng là những local brand họ đối xử tốt và họ đối xử xứng đáng với em, bởi vì anh biết là em có thể em sẽ rất là từ chối, rất là khó để có thể từ chối được những cái offer và giống như những cái lời trợ giúp của họ. Nhưng mà anh chỉ muốn biết là khi mà họ làm việc với em thì em cũng nhận lời và em cảm thấy thoải mái về việc đấy, hay là Ồ, hay đối đối với lại những cái việc mà em làm việc với lại local brand, hay là gần đây em làm việc với lại Bum, giống như là Appbum, kể cả hai anh em mình đều làm. Đúng là Bum đã sponsor cho hai anh em mình, nhưng mà không phải chỉ là giống như vậy, mà là ngoài ra là đây là một cái connection mà họ rất là dễ thương. Nếu mà chắc chắn các bạn cũng không hiểu được là mình với anh Ben đang nói gì, nhưng mà chỉ có anh em mình đã từng nói chuyện với lại họ, với lại Bum thì mới hiểu được. Thì đối với lại local brand bây giờ ở Việt Nam á, thật sự đối với em là một người rất là support local brand. Có nghĩa là em muốn là khi mà người ta nói tới Việt Nam, người ta nói oh wow, ở Việt Nam mình local brand rất là mạnh và cho ra sản phẩm rất là chất lượng, rất là tốt. Và những người mà em giống như là đôi khi mỗi ngày em có thể mặc áo, tại vì hôm nay á lên podcast của anh Ben cho em mới xí xạo mặc Balenciaga, chứ bình thường em vẫn mặc đồ của local brand mỗi ngày. Em muốn represent, em muốn cho mọi người thấy là đồ local brand ở Việt Nam như thế nào. Có những brand nào mà hiện giờ Fabo cảm thấy là họ thứ nhất là họ rất là có tiềm năng, và thứ hai là chắc là Fabo cũng đã phải gặp founder, cái người mà đứng sau cái local brand này, thì những local brand nào mà Fabo cảm thấy muốn shout out? Ồ, nếu mà nói thì nhiều 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 lắm, mà có thể bây giờ ngồi mà nói là Không mất nhớ thời hết. gian, Không không nhớ hết, mà cũng có không thể là khi mà ngồi mà nghĩ tới cũng rất là nhiều. Nhưng cái mà em nói á, em lát hồi mình sẽ quay lại cái mà never say never, nhưng mà về cái việc mà giống như là em review áo của local brand là tại vì đồ của họ rất là đẹp. Và ngoài ra là khi mà em được ngồi xuống với lại họ, em còn nhớ hoài. Nói chung là ai cũng sẽ có cái hướng đi khác nhau. Bây giờ em sẽ nói về một vài brand trước đi nha. Giống như là em đã từng tới văn phòng của Find The Way, và tại vì ở đây á, ai cũng có một cái rập áo size riêng của em hết á, cho nên em tới em đưa áo để họ làm riêng size của em, tại vì em rất là, giống như em là fan luôn á. Thì khi mà em nói chuyện với lại Phúc, là một trong nói chung là Phúc là ở team Find The Way, và Phúc là người mà nói chuyện với lại em làm cho em bị nổi da gà luôn, tại vì cái nhìn của họ nó xa lắm. Nó xa mà khi mà mình nghĩ tới oh wow, ước gì mình được như người này. Và ngoài ra là Triết Lyos, Triết là một người mà làm việc em chưa bao giờ thấy, một trong những người làm việc mà em cảm thấy rất là có trách nhiệm, và đó cũng là lý do tại sao em collab với lại Triết. Anh thật sự là cũng rất hứng thú để muốn một ngày nào đấy sẽ cũng gặp họ, bởi vì anh biết là nếu mà họ cư xử tốt với Fabo thì chứng tỏ họ là những người tốt. Họ là những người tốt, chắc chắn họ là những người Anh tốt. cũng chia sẻ anh có một cái bad experience, nghĩa là anh có một cái trải nghiệm không được tốt lắm. Anh muốn nói hơi là tệ về việc làm việc cả những local brand. Thực ra thì khi mà anh come up YouTube thì có rất là nhiều những brand họ liên hệ với anh, và ban đầu thì anh cũng rất là niềm nở, anh lúc nào anh cũng giữ ở một trạng thái là anh muốn ai cũng là bạn mình.
Và cho đến khi mà anh cảm thấy những cái offer của local brand họ đưa đến với mình thì như kiểu là họ chỉ có lợi cho họ và họ không nghĩ đến mình là mình cũng phải bỏ công sức ra để mà mình tạo content cho họ. Và đôi khi anh cảm thấy khi mà local brand họ gửi đồ và nếu mà anh không nhận thì giống như là anh đã quay lưng với họ rồi, nhưng mà không phải là như thế, bởi vì ngay cả không 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 nói đến local brand mà nói đến brand nói chung, anh chỉ làm việc với những brand nào mà họ hiểu công việc của mình đang làm, họ hiểu họ họ, họ hiểu mình và cả hai bên cùng win, không phải là chỉ có một bên duy nhất win. Bởi Win-win. vì khi mà anh promote cho một hãng nào rồi và họ bán được rất là nhiều sản phẩm và sau đấy thì mình cảm thấy là mình bị lợi dụng. Cái cũng là cái mà em đang rất là muốn nói ở đây á, là về cái việc promoting, cái việc mà quảng bá, chứ mình đừng dùng cái việc cái chữ quảng cáo, tại vì quảng bá nó sẽ nghe nhẹ nhàng hơn. Và đối với lại giống như là em nói là anh em mình, giống như cũng nói trong video là BOM đã sponsor video của anh em mình, nhưng mà đôi khi có một vài trường hợp chúng ta không thể nào nêu lên được, tại vì bây giờ càng ngày về sau á, em cảm thấy á, mặc dù trong một cái video nào đó của anh em mình, người ta thấy rõ cái việc đó là mình đang quảng bá một cái sản phẩm, nhưng họ không bao giờ comment ở dưới nói là mỗi ngày cứ xem video toàn là quảng cáo. Ngày xưa thì có, nhưng mà về sau này thì khác hơn nhiều. Do đó thì cái việc mà quảng bá một sản phẩm càng ngày được chấp nhận hơn ở tại Việt Nam. Nhưng mà em chỉ muốn nói ở đây là mọi người nên hiểu giùm cho những anh Và em ở ngoài đó đang làm YouTube là về cái việc mà quảng bá is okay. Nó khi mà bạn xem video á, và nếu chắc chắn là mà không có tiền thì làm sao có thể tiếp tục. Đen vào cái câu cuối của bài của Đen vào á. Nhưng mà có điều là không thể nào mà giống như là em biết là anh cũng từng từ chối rất là nhiều brand tại vì mình cảm Thật thấy nó ra không hợp. ban đầu ai cũng nhận, bất cứ một ai anh cũng nhận lời cho đến khi anh cảm thấy là anh không nhận đồ của họ nữa và ngay lập tức họ quay lưng. Giống như là về sau này em cảm thấy là nói chung là những người mà em đang rất là hài lòng với tất cả mọi người em đang làm việc vào cái thời điểm này là em rất là vui tại vì em có một cái mối quan hệ với lại họ. Nhưng mà đôi khi giống như là trong những cái video mà em review hay là em cứ nghĩ là mình cứ shout out họ, giống như là em đâu có một cái lợi nhuận gì, em chỉ nghĩ là mình chỉ shout out họ trong vòng 5 giây thôi, có mất mát gì đâu mà hả, được giúp cho người ta Mà nữa. cho họ một cái exposure. Đúng rồi, cho giúp được cho người ta biết tới họ nữa, biết nhiều người biết tới họ nữa, nhưng mà cuối cùng ngược lại thì mình nhận được gì, mình bị hiểu lầm là mình đang quảng cáo cho người này người kia, nhưng mà thật sự là mình không phải là như vậy. Nhưng mà chỉ có mình hiểu thôi chứ mình cũng không có cần phải stood up và nói như thế nào hết. Nhưng mà về sau này thì chắc chắn là em cũng như anh, khi mà mình quảng bá một cái sản phẩm nào đó thì nó phải tốt, mình phải xài, mình cảm thấy tốt mình mới quảng bá, tại vì nếu mà nó không tốt thì nó chắc chắn là nó ảnh hưởng tới Of anh em course, mình rồi. of course. Cho nên mọi người mà đang xem video mà thấy nếu mà đó là cái quảng cáo thì mọi người cũng đừng khó chịu vì nó, tại vì thật sự nó tốt á, cho nên mình với lại anh Ben mới quảng bá cái sản phẩm đó, chứ nếu mà không thì có Bản phải là mọi người thân đi nhìn xấu anh em mình đúng không? những cái đồ mà mình quảng bá nó cũng rất là chọn lọc với chính mình. Tại vì mọi người có một cái thành kiến về cái việc đấy, nó hơi bị sai lệch một chút. Bản thân những người mà họ làm nghệ sĩ họ cũng vẫn phải quảng cáo thì họ mới có thể có tiền để mà họ tiếp tục phát triển. Duy trì và phát Và triển. anh chỉ muốn đính chính một điều, đấy là anh không có một cái hiểm khích gì với local brand hết. For sure, Chẳng em qua biết là điều anh đó. chẳng qua là chưa có một cái deal nào mà anh cảm thấy là xứng đáng để mình bỏ thời gian ra và làm việc cùng hai bên cùng win, bởi vì bản thân anh cũng làm chỉ việc của mình thôi cũng đã hết cả thời gian rồi, thế nên những cái việc mà những cái deal và những cái sự hợp tác nếu mà cả hai bên cùng win thì chắc chắn là một cái deal không thể từ chối được rồi. Em biết gần đây là anh Ben làm việc với lại, không phải là gần đây nữa mà trong những thời qua anh Ben làm việc với lại một hãng có tên là Minimal. Thì Anh muốn nhân tiện đây để nói một chút về, tại vì Minimal trong mắt của anh cũng là một local brand ở Mỹ và anh muốn nói một chút về Minimal, không phải là để so sánh nhưng mà để mọi người biết là khi anh đồng ý hợp tác với cả một hãng thì họ
thứ nhất là họ rất là hiểu về những cái content của anh, họ họ kiểu họ hiểu về cái phong cách của mình, và sau đấy khi mà họ đề nghị hợp tác thì họ đưa ra một cái đề nghị mà anh không thể từ chối được. Và dĩ nhiên khi mà mọi người xem cái video về minimal đấy thì mọi người cũng hiểu được là họ đối đãi với mình để mà mình cảm thấy là rất họ là xứng đáng. họ đã bay anh Yeah. ra Đến LA đến Palm Springs ở một cái biệt thự, một cái villa 5 sao, gặp gỡ rất là và nhiều những YouTuber khác. và họ làm tất cả mọi thứ để mà, ý của anh không bảo là ở Việt Nam cũng cần phải như thế, Đúng rồi. nhưng mà mọi người cần phải đối xử với cả influencer và những người mà mang lại lợi ích cho mọi người nhiều hơn như thế, không phải là chỉ là ôi anh em nhờ anh để anh làm một cái Instagram story, hay là em nhờ anh shout out, và nếu mà khi em bán được đồ thì đến lúc đấy anh cảm thấy em không có một cái gì lạ. Như kiểu là minimal nhá, nó anh nghĩ là cái cách làm việc của các công ty nước ngoài ấy, ngay cả Crepe hay Bump hay là các thứ, như kiểu là đây tiền đây, thỏa sức sáng tạo, hay là như kiểu nó luôn luôn có một cái gì đấy để mà mình cảm thấy là mình không bị lợi dụng. Bởi vì rõ ràng là khi mà mình, nếu nếu mà cái sự nhờ và giúp đỡ ấy, giống như là anh Bảo Cận, giống như là anh Việt Max, là những người mà anh có một cái connection với họ vượt trên mức là partnership, nghĩa là giống như kiểu Fabo mà làm local brand, 100% Fabo không cần nói, tại vì anh quen biết Fabo, anh biết Fabo và anh em mình có một cái relationship, Fabo làm bất cứ một cái brand nào anh chắc chắn anh sẽ support, Fabo không cần nói luôn. First collection nhá, anh sẽ promote không không lấy một phí, không lấy một đồng nào cả. Cho đến second collection thì anh em mình sẽ bảo là ok, bởi first collection làm ok rồi thì bây giờ em muốn làm việc với anh, thì lúc lúc đấy anh em mình sẽ đưa ra tiền nong ấy, nó luôn luôn đến sau. Nó luôn luôn đến sau, và cái đầu tiên phải là một cái mối quan hệ tốt giữa giữa hai bên. Ở đây á, mình không phải nói về chuyện tiền bạc, Dạ, không phải, không phải nhưng chuyện mà tiền ở bạc. đây là cái cách Tiền tiền mọi tiền người bạc. đối xử với lại Tiền nhau. bạc tiền Tiền bạc bạc là sau. là sau, là sau, Sau cùng. nhưng mà cái này quan trọng nhất á là cái ấn tượng đầu tiên nè, Dạ. cái cách đối xử với lại Cái nhau nè. relationship phải như thế nào? Đúng rồi, nhưng mà có nghĩa là, nhưng mà cái này là em nói thật, nhưng không phải là tại vì em là người support local brand mà em nói như vậy. Nhưng mà đối với lại những local brand mà em đang làm việc, em cảm thấy họ rất là Đối dễ xử xứng thương, đáng. rất không không phải nói họ trả tiền cho mình Yeah. nhiều hay là như thế nào, Yeah. nhưng mà cách mà họ rất là quan tâm tới mình, Yeah. họ rất là quan tâm tới mình, họ xem mình như là một người bạn. Và đó là lý do tại sao em luôn luôn rất là tự hào khi mà em nói em rất là may mắn, tại vì em biết em có rất là nhiều mối quan hệ với những local brand. Yeah. Tại vì nếu mà so sánh từ bây giờ với lại năm ngoái khi em đi Sneaker Fest, em vẫn chưa biết local brand nào hết. Yeah. Nhưng mà tới cái thời điểm này em biết rất là nhiều, không phải là tại vì em hợp tác với họ, em collab hay như thế nào, nhưng mà cách mà họ làm cho em cảm thấy mình là bạn của họ thật sự, chứ không phải mình chỉ là một cái người mà họ sẽ dùng để promote sản phẩm và đó chỉ là thôi. Tại vì anh cũng nói chung là anh cũng có khắt khe khi mà chọn đối tác để làm việc cùng. Nhưng mà nếu mà anh nghĩ một local brand mà họ có thể set up ra một cái lịch trình, như kiểu là em có thể mời anh đi ăn đi uống, anh em mình dành thời gian ra để mà em được pitch và anh về 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 cái brand của em, anh gần như chắc chắn anh sẽ nhận lời. For sure, em nói thật nha, lúc nào á, lúc nào mà em hẹn gặp gỡ anh em local brand không bao giờ nói, đúng là có nói chuyện về công việc, nhưng Yep. mà có thể là 30% trong 100% thôi. Còn lại là mọi người nha. Sau khi nói chuyện Chỉ xong, là ê hang out thôi bây mà. giờ đi ăn thôi pha bộ ơi. Yep. Xong rồi hả, tối mà nhiều khi mọi người ăn cái gì ngon hay gửi hình cho em rồi chọc em nữa. Thật sự Nói chung thì là anh cảm thấy là mình có bạn á, nó Thật sự hay lắm. thì cho đến bây giờ những local brand mà liên hệ với anh, họ chưa có một ai mà cư xử như thế hết. Thậm chí đây đây là một cái việc mà anh cũng rất là trăn trở. Chắc là mọi người cũng biết đến anh Quân Rapso, là người tổ chức ra Sneaker Fest. Và thật ra thì anh với cả anh Quân Rapso chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ có một cái interaction, ngoài việc là anh biết anh ấy là người tổ chức Sneaker Fest và anh ấy biết anh là một YouTuber. Thì anh Quân với anh nghĩ là nói chuyện trong xuyên suốt cả những cuộc nói chuyện thì chắc là nói được khoảng tầm 5-6 câu. Khoảng câu thứ 3, thứ 4 gì đấy thì anh ấy hỏi là anh có về dự Sneaker Fest không, thì anh nói là anh có, anh về dự Sneaker Fest bởi vì Crab, anh đang làm việc với Crab và Crab sẽ đặt booth ở Sneaker Fest. Và sau đấy thì anh ấy không nói gì nữa. Câu câu tiếp theo mà anh ấy hỏi thì anh ấy
hỏi là anh ấy cũng không hỏi, anh ấy bảo là em gửi cho anh email để anh gửi cho em tất cả những câu hỏi của talk show. Thì anh mới cảm thấy là như kiểu là anh không nói chuyện gì trước với em, và em luôn luôn giữ một sự lễ phép với anh chưa bao giờ mà nói chuyện không lễ phép với anh quân rap. Đấy là một điều anh khẳng định luôn. Tất cả những tại vì anh với anh ấy cũng chỉ mới nói chuyện qua tin nhắn thôi, thì anh mới cảm thấy hơi bức xúc về việc đấy. Có và nghĩa và là và cái hành động đó có thể làm anh hơi buồn, dạ đúng không? và Tại vì nhưng anh mà anh vẫn hiểu ở một mức độ, đấy là anh ấy rất là bận. Vào thời điểm khi mà hiểu Fabo tổ mà. chức pop up, hay là anh tổ chức pop up, hay là mình có một sự kiện gì đấy mình rất là bận, mình không thể chu toàn được, thì anh có thể thông cảm được việc đấy. Nhưng mà sau đấy khi mà anh ấy bảo là gửi email và anh ấy muốn 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 giao công việc cho anh, thì anh bảo là ê, 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 hold on, hold on, hold on. Thứ nhất anh em mình chưa có một cái relationship và em cũng không biết đấy là công việc gì. Nhưng mà ấy, anh vẫn rất là thẳng thắn, anh nói là anh Quân, em và anh không quen biết nhau và em cũng chưa gặp mặt anh, và em nghĩ là anh rất là bận, nhưng mà bây giờ em sẽ nói thẳng, đấy là em không cần gì ở anh hết. Em không cần một cái gì ở anh hết, và em về lần này bởi vì đấy là công việc giữa em và Crab. Và nếu mà anh muốn làm việc với em thì anh nên có những dòng tin nhắn để mà hỏi thăm em khi mà khi mà anh muốn một cái việc gì đấy, anh được lợi, tại vì trong việc này rõ ràng là anh được lợi. Khi mà em xuất hiện ở Sneaker Fest thì em nghĩ là cũng sẽ có rất là nhiều bạn họ đến bởi vì họ muốn gặp mặt em. Và nếu mà anh muốn sử dụng tên tuổi của em để mà promote cho cái việc đấy, ok, anh rất là bận, em không trách anh, nhưng mà ít nhất thì anh phải có lời để mà bôi trơn tình cảm, để mà xây dựng một cái relationship, Em hiểu. chứ không phải là ngay ngay lập tức là như kiểu là man có về Sneaker Fest không, có, ok, xong, lợi dụng xong rồi, để anh gửi talk show, lợi dụng tiếp, man, như kiểu là trong đầu của anh thì anh nghĩ là anh bị lợi dụng và anh cảm thấy rất là tự ái với cái việc đấy, bởi Ok. vì anh thực sự anh không cần cái gì từ anh Quân cả. Chắc là cho em nói một chút xíu, tại vì em rất là quý anh. Và em cũng rất là quý anh Quân Rap Soul, và em chơi với lại anh Quân rất là lâu rồi, từ thời Sticker Point. Và có thể là tại vì em thân với lại anh Quân, nhưng mà em tin chắc là sau Sneaker Fest hoặc là ở tại Sneaker Fest thì anh Quân sẽ nói chuyện với anh Ben nhiều hơn. Tại Anh vì cũng hy vọng là như thế. em biết chắc như vậy. Và đúng, em không có nói là anh Ben đang khó chịu hay như thế nào. Em giống như là ai cũng có Nhưng cái suy nghĩ mà riêng của họ mà. anh nghĩ là bởi vì khi mà anh ấy làm những cái việc đấy và anh ấy và lúc đấy thì anh rất là thẳng thắn thôi, anh bảo là anh không cần gì từ anh ấy hết, và nếu mà chúng ta muốn làm việc cùng với nhau thì phải thứ nhất là bôi trơn. Nếu nếu mà bận đến nỗi không thể bôi trơn được bằng việc gặp mặt thì ít nhất là hãy nhắn tin để mà nói với anh về 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 nhắn tin nữa, mà ai cũng có thể ngồi ở bất cứ đâu và nhắn tin, chứ không phải là ngay ngay lập tức như kiểu là Em hiểu. with không có một cái relationship gì. Tại vì em cũng muốn nói gần đây á, là kể từ khi mà em, nói chung là mỗi lần mà có Sneaker Fest hoặc là có một cái event gì thì em với anh Quân luôn ngồi xuống. Tại vì em cũng muốn nói với anh Quân là em muốn tới cái event đó để quay và review. Thì em có nói chuyện với anh Quân, và sau đó thì nói chung là đôi khi em nhắn tin cho anh Quân á, anh Quân vẫn không không giống như là em thấy là anh online và anh không có trả lời. Nhưng mà sau đó mình mới hiểu là tại vì anh bận thật. Và ngoài ra là đôi khi anh Quân cũng có gửi, giống như là anh hôm trước anh Quân có gửi em hai cái timeline của khu vực ở ngoài sẽ diễn biến như thế nào và ở trong diễn biến như thế nào, để em biết và Anh em có không thể đi quay cho nó. nắm bất cứ một cái gì. Yeah, em biết Nothing. đó. Và interaction của anh và anh Quân cho đến bây giờ chưa bao giờ gặp mặt và nói chuyện với nhau được 5-6 câu cho Cho đến bây nên giờ. Nhưng mà một điều cuối cùng nữa khiến cho anh cảm thấy bức xúc đến nỗi mà anh cảm thấy tức, và anh cảm thấy thật sự như kiểu là nó xúc phạm đến mình, đấy là việc anh ấy bảo anh ấy không sử dụng hình ảnh và tên của anh để promote cho Sneaker Fest, thì anh cảm thấy đấy là một việc không đúng. Bởi vì nếu mà
anh ấy sử dụng tên tuổi của anh và nói chung là sử dụng cái tên của anh thôi. Anh cũng không có một cái problem gì hết. Nhưng nếu mà anh ấy bảo là anh ấy không sử dụng thì nó không đúng. Bởi vì rất là nhiều người anh gặp ở ngoài đời và họ nói là họ sẽ đến Sneaker Fest mặc dù là họ không thích. Đấy là vấn đề cá nhân của họ nhưng mà họ nói là họ vẫn sẽ đến vì anh. Nói chung là mặc dù hai người có như thế nào đi nữa thì em cũng bình thường với hai người mà, tại vì đây là chuyện của hai người, nhưng mà đúng là anh em mình nên giải quyết cái việc này cho nó vui vẻ với nhau. Anh chắc chắn một điều đấy là cho đến bây giờ anh chưa bao giờ mà không lễ phép với anh Quân. No, em biết cái điều đó, và hôm trước khi mà anh nói với lại em á, em biết là anh có nói là mặc dù cái chuyện gì đi nữa thì anh vẫn rất là tôn trọng anh Quân và anh luôn luôn sẽ lễ Of phép với course, ảnh. of course. Cho nên em mới nói là mặc dù có thể là tối hôm qua anh nhận được tin nhắn đó cho nên anh mới hơi khó chịu, nhưng mà em tin là ở giữa đây có một cái miscommunicate hoặc là misunderstanding, nhưng mà chắc chắn là ở tại Sneaker Fest sẽ giải quyết được, còn nếu không thì em sẽ làm middleman. Nhưng mà nói chung là em muốn mọi người đều vui với nhau hết, thì em tin chắc là sẽ có một khoảng thời gian mà sẽ có người này người kia nói mà không không đồng quan điểm. Thôi kệ, không sao hết. Với lại quay trở lại với cái việc mà làm việc với lại Minimal và Crepe, thì đó là một trong những brand mà em cảm thấy wow, anh có cơ hội làm việc rất là hay. Và nếu mà em mà kiểu có cơ hội đó, no, không phải nói trên đây để mọi người, nhưng mà ý là nếu mà ai cũng muốn sẽ được nằm ở trong cái spot đó, và anh Ben là đại sứ của Crepe Protect Anh ở muốn tại Việt nói, Nam nữa, và đó là một cái cực kỳ tự hào thật sự luôn. anh muốn nói một cái về việc làm với cả Crab. Thật sự thì cái việc làm với Crab ấy, từ ngay từ ban đầu anh luôn luôn muốn là họ làm việc không chỉ với anh mà họ phải làm việc với Fabo, như kiểu là Respect. không không có một cái option nào khác ngoại trừ phải làm việc với Fabo. Và ngay cả khi mà anh về đến đây và mọi chuyện nó cũng đã rất là sát ngày rồi, anh cũng vẫn gặp người Em mà biết. người mà độc quyền phân phối về Việt Nam là anh Hiển cho Crab. Anh cũng vẫn push anh ấy là phải làm việc được Fabo. Ok, bây giờ anh Ben không cần phải bây giờ em sẽ không để cho anh Ben kể lại, tại vì mình sẽ đính chính hết tất cả, và đây là sự thật. Hôm khi mà anh Ben về tới Việt Nam, mình có gọi cho anh Ben, trước đó là gọi rồi khóa máy, xong rồi nhắn tin lúc anh Ben đang ở Hồng Kông. Về tới ngày hôm sau, gọi điện anh ơi về chưa, anh về tới chưa, anh đang ở đâu hay như thế nào, thì anh Ben nói anh đang đi ăn trưa với lại Crab Protect, đại lý tại Việt Nam, và anh Ben đang nhắc về cái việc giữa Anh push cái việc đấy thật sự giống như bởi là anh Ben mention em với lại Crab Protect ở tại Việt Nam. Và một lần nữa anh Ben không còn phải làm vậy, và anh đã làm như vậy. Và vào cái buổi tối ngày hôm đó hoặc hôm sau, thì ở tại cái quán cà phê, đây là cái điều mà làm cho em cảm thấy cảm ơn anh rất nhiều, và em cảm thấy là em rất là may mắn tại vì em được quen biết anh, và em không thể nào cảm ơn cho đủ luôn. Tại vì các bạn biết là khi mà ở trên Gmail á, thì nếu mà các bạn nhắn tin hoặc là muốn tìm lại cái mail cũ á, thì các bạn chắc chắn là phải search một cái từ khóa nào nằm ở trong cái email đó. Và anh Ben đã search Fable. Thì khi mà search ra Dạ bao Fable á, nhiêu email? mấy bạn có tin là vuốt á, giống như các bạn biết mà vuốt notification hay như thế nào, vuốt lên khoảng 3-4 trang luôn. Và đó là những cái, nói chung là anh Ben đưa cho mình xem mà, tại vì anh Ben nói là anh đang search nè em ơi, thì mình thấy là vuốt lên 2-3 lần luôn. Thì 2-3 lần ok, vị chia ra là khoảng hơn 20 mail đi, nhưng mà bro, có nghĩa là anh Ben nhắc tới mình rất là nhiều, mà có thể trong đó không chỉ là email với lại Crab Protect, mà có thể là với lại Bom. Mình với lại anh Ben rất là may mắn được làm việc với lại Bom, và ngoài ra thì một trong những người mình làm việc chung ở phía Bom á, nói là anh Ben á, khi mà họ gặp anh Ben ở tại New York, anh Ben nói rất là nhiều nhiều điều tốt về mình. Và Anh không muốn mọi người nghe cái này và mọi người nghĩ là anh như kiểu là đang phải nịnh bợ no, cái Fabo này bởi không có vì định, no, tại vì các bạn biết sao không? Anh Ben đang cho mình thấy á, là cho mình xem lại cái email, là nói chung là giữa mình với lại Crab có một cái misunderstanding, và đấy. anh Ben là người đang muốn giải quyết cái misunderstanding đó. Và anh luôn luôn biết là ở giữa nó có một cái miss, Chính anh xác, luôn luôn biết. và anh em mình không muốn nói nó ngay đây, nhưng cái việc mà anh Ben nói điều tốt với mình về Bom, nói điều tốt về mình dành cho Bom á, thì anh Ben đâu có kể mình nghe đâu. Bom là người Sam, Sam là người đã nhắn tin cho Fable,
và nói là bro hôm nay hả tôi đi gặp Ben, Ben nói rất là nhiều điều tốt về bạn. Và kiểu anh Ben có thể về nói ô hôm nay anh gặp Bum nè, anh trời ơi, anh nói tốt quá trời về. Nhưng mà anh Ben đâu làm vậy đâu, Bum tự nói. Và đó không phải gọi là nịnh, nhưng mà đó là một cái xuất phát từ anh. Em cảm thấy rất là cảm ơn và em chưa bao giờ cảm thấy may mắn, tại vì em được quen biết anh và thật sự anh Ben là một người rất rất là tốt. Chứ không phải, nếu mà các bạn mà là haters thì các bạn đừng nên hate nữa, hãy subscribe ngay bây giờ. Thank you, Fabo. Thì đó thì em mới nói là khi mà anh Ben về đây thì em nói là em sẽ dành hết. Trước khi mà anh Ben về đây em có nhắn với anh Ben là Sau cái anh podcast về này là thì Fabo có offer là sẽ cho Ben làm một tour de Sài Gòn đúng chính để xác. Cho nên mình nói với anh Ben là anh về đây anh hứa nha, anh phải dành hết thời gian cho em luôn á, đúng không? Em nói vậy đúng không? Hôm trước ở cà phê nữa anh về đây là anh không được dành thời gian cho ai nha, nhưng mà em bậy quá, anh phải dành thời gian cho con anh nữa. Nhưng mà nếu mà có thời gian rảnh thì chắc chắn là anh em phải gặp nhau. Và Priority của anh về chuyến đi lần này thì dĩ nhiên là anh về bởi vì anh được tài trợ bởi Grab, nhưng mà sau đấy thì priority lớn nhất của anh là con anh, thật 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 sự luôn. Và bất cứ khi mà anh có một quãng thời gian nào thì sau đấy ngay lập tức là phạt bồ. Thì đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay anh em mình có một ngày làm cái podcast này. Và đây là cái podcast mà không phải là để anh em mình lấy hình ảnh hay là làm views hay là anh như thế nào. anh em Đây mình là một cái nói kỷ niệm, mọi dạ người nên biết đây là một cái kỷ niệm giữa yeah. mình với lại anh Ben, và cũng là cái video mà được nhiều người request nhất nữa. Nhưng mà đây là cái kỷ niệm thật sự luôn, tại vì Một lát nữa thì anh em mình vẫn sẽ vlog và mọi người vẫn sẽ thấy cảnh Ben và Fabo đi chơi rất là vui. giống như mỗi Nhưng ngày như thế nào. nhưng mà cái podcast này là một thứ vô cùng cá nhân Rất giữa cá nhân. Cảm ơn anh Ben, tại vì hôm nay Cảm ơn Fabo đã offer ngày hôm nay để anh có thể đến studio này, và một lát nữa thì lại còn rủ anh đi chơi. nói chung là anh Ben về đây là chỉ dành thời gian là em quý lắm rồi, mà đi với anh em có thể dành trọn một ngày hôm nay đi chơi với anh Ben. Và không không nói chung là hôm nay là một ngày giống như hồi sáng nay anh em mình có nhắn tin nói là giống như là cuộc hẹn hẹn hò đầu tiên. First date lần hẹn hò đầu First tiên date đó, cho nên sau sau bao nhiêu lần gặp và bị bị hụt đúng rồi. Hình như cái lúc anh ở đây cũng không gặp được, lúc mà anh Ben có pop up thì mình đang có meet and greet của mình ở Hà Nội. Không không phải là như kiểu là mình cố tình tránh mặt nhau, mà bởi vì Chính xác. thật sự là những cái plan nó đến cùng lúc và nhưng cùng thời mà điểm. nhưng mà cái mà hay ở đây á là mặc dù anh em một người ở Hà Nội, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, Một anh người Việt Ben là Nam, ở một thành phố người Hồ Chí Mỹ. Minh và em lúc đó đang có meet and greet ở Hà Nội, nhưng mà sáng ngày hôm đó hai anh em đều nhắn tin cho nhau cùng một lúc, good luck bro, good luck bro, kiểu giống như là hai anh em tự động viên nhau. Thì em cảm ơn tại vì anh cho em vào trong cái podcast này. Để mà cuối cùng ta phá bố khen Nhưng mà anh. thật sự đây 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 là những cái lời mà khen thật sự chứ không phải, tại vì mặc dù bây giờ em có nịnh anh hoặc là giống như lúc nãy anh nói là em nói vậy mọi người sẽ có thể nghĩ là anh nịnh em, nhưng mà Thật dù có sự nịnh nhau vậy thì em với anh được cái gì đúng không? anh nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ tấm lòng của anh em mình thôi. Chính xác, giống như là không có gì phải nịnh nhau luôn á. Đúng. Đôi khi mà mình cảm thấy giống như là em respect anh cái gì là em nói cái đó, anh em mình là nói thật thật lòng ra hết luôn, kể cả nhiều khi ngồi xuống nói cái gì kiểu nói chung là thật lòng với nhau hết. Và không, tại vì đây là ở trên camera, do đó thì những gì mà em cảm thấy thật sự với anh em sẽ chia sẻ hết để cái podcast này có thể lên và mọi người hiểu anh nhiều hơn. Tại vì chắc chắn không bao giờ ai muốn tự nói tốt về bản thân mình giống như ngồi trước camera mà tự nhiên tôi tốt lắm ấy nha mọi người ơi, đúng không? Cho nên là em muốn thay anh nói cho mọi người hiểu được, và em cũng không nịnh anh với một cái lý do gì hết đó. Bây giờ em có nịnh hoặc là không nịnh thì anh em mình đã biết nhau như vậy rồi, đúng không? Chứ không phải là em nói anh xong lát hỏi hả tắt máy anh đưa em thêm 1 triệu đó, đúng không? Anh rất mừng bởi vì trong hành trình mà gọi là con đường sự nghiệp YouTube của anh thì đã có Fabo lúc nào cũng đi song song. Trước khi mà wrap up thì anh muốn hỏi Fabo có những cái dự định gì trong tương lai không? Future plans. Ok, giờ cho em xin phép nha. Em sẽ chia sẻ cái dự định nè. Và sau đó thì cho em đính chính là một chút trong cái podcast này để mọi người sẽ không hiểu lầm anh em mình và em cá nhân và anh em mình nói chung. Thì ok, dự định trong tương lai có nghĩa là em rất là muốn, giống như em nói là hy vọng trong tương lai em, tất nhiên là YouTube em sẽ không bao giờ từ bỏ rồi. YouTube là một cái gì đó làm cho cuộc sống của em thay đổi, chắc chắn. Và em rất yêu thích edit.
Em nghĩa sẽ là ngoài ngoài làm YouTube ra thì sẽ có những future plan future nữa. plan. Future plan là em luôn luôn muốn nói là em muốn mở một cái spa cho Ni, một cái Wow. spa cho Ni, và em nghĩ là nói chung là cái plan của em đang rất là smooth, và chắc chắn là anh sẽ là người hiểu rõ nhất là tại sao nó smooth giống như vậy, và em rất hy vọng nó sẽ giống như vậy hoài. Và em sẽ mở một cái spa cho Ni. Còn về riêng cá nhân của em, giống như lúc nãy em có chia sẻ là em rất là muốn có một cái talk show, em rất muốn có một cái gì đó. Và nếu mà em may mắn mà có cơ hội để có cái talk show thì anh Ben sẽ là người đầu Anh tiên. nghĩ là không phải may mắn với cơ hội mà chỉ là việc đến sớm hay muộn thôi. Bởi vì anh nghĩ việc đấy sẽ là một việc mà xảy ra, bởi vì nó chỉ là sớm hay muộn thôi. Nói chung là vào cái thời điểm này em có quá nhiều thứ để phải handle. Có thể người ta nhìn vô nói sao cái bạn này tối ngày cứ đi du lịch rồi mua sắm, nhưng mà nó không phải là như vậy. Tại vì mình có YouTube nè, mình Mình có công tại ty tại mỹ tại vì phẩm mình nè. với cả tại vì mình chỉ khoe những cái gì mà lúc mà mình vui và mình Đúng chơi, rồi, chứ nhưng mà đâu đâu thể nào mà đang mới ngồi dậy thôi còn với cả nó giống như mình đâu thể vậy. khoe đến lúc mà mình khổ. Đúng rồi, nói chung là mình chỉ muốn cho họ xem những cái gì tích cực để họ cảm thấy tốt hơn về cuộc sống này. Nhưng mà em khi mà chắc chắn em mà có cơ hội để em mở một cái talk show, và những khách mời đầu tiên của em sẽ là anh nè, anh Kiên và những người thân thiết nhất đối với lại em, chắc chắn rồi. Và em cũng sẽ chắc chắn ngồi xuống chia sẻ một lần nữa về tất cả những cảm nghĩ, suy nghĩ của em về anh một lần nữa, y chang như cái podcast này nhưng mà live. Và em rất là muốn sau này khi mà anh em mình có dịp gặp nhau nữa, hoặc là sẽ cùng nhau đi lên, thì anh em mình sẽ cùng nhau build up với lại nhau thôi. Và đây không chỉ là giống như vlog lát nữa đi ăn, không chỉ là vlog duy nhất, mà anh em mình sẽ cùng nhau có rất là nhiều vlog, đây là những kỷ niệm của anh em mình. Và em nói chung là về những cái dự định của em thì nó chỉ là như vậy thôi, nhưng mà hy vọng là trong tương lai mọi thứ nó sẽ go smooth giống như những gì em hy vọng. Và còn còn anh có plan gì không? Anh luôn muốn làm một điều gì đấy cho cộng đồng của Việt Nam. Hiện giờ anh đang tìm hiểu và học rất là nhiều thứ mà anh đang ở bên Mỹ anh được trải nghiệm, và anh nghĩ là anh sẽ tổ chức một cái party, không phải là một cái giống như là một cái festival, nhưng mà như một cái party để mà tất cả những người mà họ thích âm nhạc, họ thích văn hóa đường phố, họ đều có thể đến và họ chơi. Anh muốn nó mang một ý nghĩa là họ đến và họ chơi, nhạc phải rất là hay và họ phải cảm thấy rất là thoải mái, không nó không quá là public và nó không quá là thương mại. Nói chung là nó là một cái party mà có thể tổ chức ở một cái sân bóng rổ hoặc là một cái arena gì đấy Để mọi người có thể gặp mà gỡ. âm thanh ấy, nhạc rất là hay, mọi người vào đấy, mọi người ngay lập tức mọi người phải move cái body, bởi vì nó là một cái party và ở trong đấy dĩ nhiên là vẫn sẽ bán nước, và chắc chắn sẽ bán nước ngon, không 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 phải là bán nước chỉ để như kiểu là tao thu tiền của mày, mà như Cho kiểu có thôi, là không phải là chỉ cho có. mà sẽ bán những loại nước ngon Đáng đồng tiền của bạn. được pha rất là ngon, và anh có thể mời tất cả những người bạn bè của anh, mời Fabo, mời anh Bảo, mời anh Việt, tất Cảm cả ơn. những người bạn mà anh biết và đến đấy chơi, và dĩ nhiên những người mà họ đến đấy họ cũng có thể mua vé vào, và anh chắc chắn là nó sẽ là một cái party, mọi người đến và mọi người have fun và mọi người đúng nghĩa là chơi luôn, mọi người Và đều gặp những người khác, ăn mặc cũng rất là đẹp, và giao lưu một chia sẻ. một buổi đến để chơi, để như kiểu là mình đến mình dance, mình move cái body của mình, và đấy đấy là cái mà anh thật sự muốn, bởi vì nó anh thì bây giờ anh chưa có một tên gọi, nó anh chỉ gọi là một cái underground party thôi, nhưng Nhưng mà mà thật sự là đối với lại anh thì giống như là anh nói làm như vậy thì ở đằng sau lưng anh có rất là nhiều người kiểu got your back man. Giống như là anh có em, anh có em thì có nghĩa là ok em là bỏ ngoài lề đi, tại vì em sẽ không bao giờ có thể so sánh được với là anh Việt Max, anh Bảo đâu, tại vì đó là những người đi trước. Nhưng mà nếu mà sau đó anh cần những người giống như là hỗ trợ anh một cái gì đó, lúc nào em cũng sẽ sẵn sàng Man, ở đây, tại vì anh cũng thừa anh biết điều đó. thật thật ra hôm qua anh Việt anh cũng có nói với anh là nếu mà mỗi một người làm một cái business, làm một cái gì đấy thì cũng có thể phát triển và thành đạt được cho người đấy, nhưng mà một điều mà ở thế hệ của anh ấy không làm được đấy là tập hợp nhiều người như thế vào và làm một điều gì đấy thật sự to lớn. Thì anh nghĩ là
cái điều mà anh làm nó cũng không phải là to lớn gì đâu, nhưng mà anh có thể tập hợp được tất cả mọi người vào và làm một cái gì đấy mà Và chắc chắn là mọi người ai cũng sẽ rất là vui lòng để hỗ trợ anh. nó sẽ nó sẽ được tổ chức vào ban ngày thôi. Sẽ có rất là nhiều hoạt động để mọi người vào mua vé, mọi người được xem những cái này những cái kia, mọi người được nhảy, mọi người được have fun, và nó không mang tính thương mại. Chẳng hạn như anh cũng rất là muốn anh Việt sẽ có một cái triển lãm với tất cả những cái art của anh ấy ở, và nó không có một tính thương mại gì hết, để mọi người đến mọi người chơi, tại vì mọi người đã mua vé rồi, thế nên là anh muốn mọi người sẽ có một cái best experience. Nói chung là chỉ cần anh gọi thôi thì chắc chắn là chỉ cần, nói chung là anh chỉ cần nói thôi và Wow. nó hey Fable, anh cần Fable thì Chắc chắn em là sẽ Fabo đã ở trong team này rồi, mặc dù anh chưa hỏi ý kiến nhưng mà nói chung là anh nói chung là em nói luôn, anh khỏi cần phải hỏi ý kiến gì, em anh chỉ cần hey Fable anh cần em rồi, ok em sẽ đó vậy thôi. Còn đó là cái plan dự định của em với lại anh trong tương lai. Và ok, đó đó là một cái podcast, và anh nếu mà lát hồi có thêm một cái câu hỏi gì anh cứ hỏi em. Nhưng mà em muốn đính chính một chút xíu là xuyên suốt cái podcast này thì em sẽ em muốn nói một chút xíu là về cái việc mà thứ nhất là local brand thì chắc chắn là anh Ben sẽ không có một cái ý gì, và chắc chắn luôn, chắc chắn anh Ben không ý gì, tại vì cách đây 2 ngày anh Ben còn nói là anh Ben có rất là nhiều respect cho tất cả mọi người ở ngoài đó. Và ở đây anh Ben chỉ muốn nói là ở đây kể cả mình và anh Ben không muốn bị một cái sự lợi dụng. Và ngoài ra thì đối với lại Có nghĩa là cái cảm giác đấy, cái cảm, ở đây không nói về tiền, chắc chắn là không không phải nói về về tiền, tiền, không phải nhưng về mà tiền. đang nói về cái mối quan hệ của mọi người và cái cách đối xử của nhau. Không biết có đúng không, nhưng mà anh nghĩ là anh bị mang cái tiếng anti local brand như thế thì không đúng, No way. bởi vì anh làm việc với cả tất cả mọi người, nếu mà mọi người có một cái sự mutual respect cho, thứ nhất là phải build relationship trước đã. Anh với Fabo là đã có một cái relationship được build rồi, thế nên là những cái việc của anh em mình nói cũng rất là vắn tắt thôi, cũng cũng không cần phải quá là dài dòng, như kiểu là ê anh Ben, em có một cái project này, anh jump in, ok Thật sự nha, done, như kiểu là done. ở đây á, ở đây mình đang nói về cái việc là anh em mình không phải là có mối quan hệ với nhau. Ví dụ như em với anh đang biết nhau rất là thân, sau đó rồi em gửi cho anh cái áo, em nói ừ anh ơi anh review cho em. Ví dụ anh rất là thoải mái và anh review, anh chưa bao giờ đòi Ngay hỏi lập một tức cái luôn, gì. ngay lập tức luôn. Và cái lần thứ hai em có một cái sản phẩm nữa em gửi anh, nhưng mà anh có thể ngay lập tức anh không 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 kiểu suy nghĩ gì hết, anh có thể review một lần nữa. Nhưng đối với cá nhân em không thể nào để cho chuyện đó xảy ra, tại vì em cũng biết là ừ lần trước anh Ben giúp mình cái việc này, mình rất là thành công, và chắc chắn khi mà Và mình gửi để mà có cái sự khởi đầu của cái lần đầu giúp như thế là bởi vì anh em mình đã có một cái relationship chính rồi. xác. Và không, em nói thật nha, không thể nào mà ai có thể, giống như mặc dù bây giờ em cứ gửi cho anh hoài 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 giống như vậy, chắc chắn là một ngày nào đó, không phải là em nói là hoặc là anh gửi cho em, nói chung là anh em mình một ngày nào đó cũng sẽ cảm thấy khó chịu, tại vì mình đang bị một cái, mình đang bị lợi dụng rõ ràng, và đây là một cái relationship lợi dụng chứ chả phải là quen biết nhau. Còn về cái việc mà anh Ben ơi hôm trước á anh review cho em, trời ơi bán tốt quá, thôi hôm nay nha đi ăn nguyên một cái buổi này, đi ăn làm cái gì em, nói chung á là không phải đang nói về tiền chục triệu trăm triệu đâu, Cái đấy đang nó nói là là một cái buổi ăn thôi là vui rồi. Cái thứ hai là về cái việc quảng bá, tại vì quảng bá không phải là sai, quảng bá không phải là, tại vì mình với anh Ben thật sự là chắc chắn là anh cũng nhận được rất là nhiều những cái email quảng bá giống như những công ty chứng khoán hay như thế nào, nhưng mà anh em mình chưa bao giờ nhận lời cho những cái đó hết, tại vì nó không phải là cái mình mà hiểu, mình hiểu hoặc là mình đang mình làm, và biết. ngoài ra là mình thích nó. Trước khi mà anh em mình làm việc với lại một cái brand nào hay là một cái gì đó, luôn luôn tìm hiểu về nó trước, và sau đó mình cảm thấy nó an toàn thật sự mình mới an toàn, hoặc là chất lượng thật sự mình mới quảng bá nó. Thật ra YouTuber nào cũng nói câu đấy, nhưng mà Ben Ben có thể chắc chắn, đặc biệt với Ben và Fabo thì cái việc để nó thật sự nó là thật, nó là true Tại vì mình với truest. anh Ben nó cũng rất là picky khi mà quảng bá một cái Tại sản vì anh em phẩm mình nào cũng có đó. gu mà, không phải là mình như kiểu là mình tinh vi, nhưng mà anh em mình là những người có gu và anh em mình là những người mà chọn lọc cho bản Nhưng thân thì mà cũng mọi người có thể nhìn đi, nếu mà bây giờ mình với anh Ben quảng cáo một cái sản phẩm nào đó, ví dụ là quảng cáo một cái gì đó, giống như là ví dụ cái Bear Brick này đi, ví dụ nhưng mà cái này đừng đừng nghĩ nó là Bear Brick, ví quảng dụ là một cái gì đi. cáo Hoặc là quảng cáo cái đó cũng được, ví dụ cái vậy. Xong rồi áo ngực nó có là lệch lạc, nó có là sai thì dĩ nhiên là không 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 thể không không hoặc
hoặc là có thể nói là quảng cáo cho một cái khăn lau lau sàn mà có thể hả hút nước được nhiều, xong rồi mình với anh Ben hả bên đó có thể trả khoảng cả 100 triệu, ví dụ nha, ví dụ chứ không phải là được 100 triệu, nhưng mà mình với anh Ben ok cái này nhiều tiền quá, thôi anh với hai anh em mình làm đi. làm Nhưng cái mà gì khi đúng. mà bạn mua về mà mới vừa lau một cái xong rồi quá trời nước dắt ra, có phải là mình với anh Ben bị ảnh hưởng rất là nhiều đúng không? Do đó thì cái ở đây không phải là tiền mà đây là hình ảnh nữa. Do đó thì mình với anh Ben chưa bao giờ mà nhận một cái quảng cáo nào mà làm ảnh Mà hưởng nó hoặc sai. mà nó sai. Mà cảm giác của nó sai. Lần nữa respect, rất là nhiều respect cho anh Ben và kể cả tất cả vợ cũ của anh, xong rồi kể cả chị Lùng, nói chung là tất cả mọi người ngoài đó. Bây giờ mọi người đều rất là hòa thuận. Yeah. Rất là hòa thuận. Các bạn có Vợ thấy vợ là cũ một của cái anh, vợ cũ của anh có người yêu mới và cũng rất là vui vẻ với nhau. Và hôm anh trước Ben có kể. hôm trước anh còn rủ đi chơi bóng rổ và anh cũng nghe cả một cái video bạn ấy rap. Anh bảo là man, như kiểu là Rap rap hay, kể hay cả dã anh Ben man, gặp you gặp know trước mặt anh Ben còn nói man. rap hay quá đúng không? Anh nói chung là những cái cư xử rất là người lớn, rất là đẹp, và bây giờ chúng ta nhìn vào cái bức tranh đó có thể nó rất là đẹp, kiểu perfect. Và khi mà cái khi mà con anh lớn lên á thì con thấy ô trời ơi, mình đang sống ở trong một cái gia đình kiểu giống như là mọi người đang rất là hòa thuận với nhau. Anh cũng muốn là con của anh phải cảm thấy nó không phải là nó có hai gia đình mà nó chỉ là nó có một gia đình lớn thôi. Đây ý anh, ý chắc chắn em biết anh đang nói là con anh muốn con anh không không chỉ cảm giống như là không không muốn con anh nghĩ như vậy, Ngay mà ngay con anh sẽ cảm giác là đáng lẽ mình được hai người take care nhưng mà bây giờ mình được tới bốn người take care cho mình lận, có nghĩa là exactly. kiểu nó cảm thấy nó rất là hạnh phúc luôn Và á. anh muốn tạo một cái sự thoải mái để mà con anh có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, có thể gọi cho vợ hiện tại của anh là Lùn bất cứ lúc nào, và ngay cả mẹ của con anh cũng có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, gọi cho vợ của anh là Hoặc là Lùn bất cứ lúc nào. đôi khi giống như là anh muốn gặp con anh có thể gọi cho cái người chồng mới của vợ cũ anh, có thể là thoải mái như một gia Chính đình, xác, chính như một xác, gia đình. chính Đó xác. là những cái hành động rất là đẹp, và đó đó chính là cái podcast ngày hôm nay của anh em mình. Anh em mình đã không ăn gì từ từ sáng ngày hôm nay cho tới bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi, nhưng Ok. mà cái cuộc nói chuyện này nó quá hay đi, làm cho anh em mình không thể nào dừng lại được. Thì chắc là để cho anh outro đi ha, xong rồi Ok. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái buổi podcast sau cái buổi lần này sớm nhất có thể. Và rất cảm ơn Fabo đã tham dự cái cảm podcast ơn lần anh. này. Thì cho em nói chút xíu nha, Yeah. nói hơi nhiều á, nhưng mà Man. mọi người nếu mà có ai ở ngoài đó, mình biết mình nói hồi nãy giờ rất nhiều lần rồi, nhưng mà mình rất là kiểu đây là một cái honor của mình á, được ngồi ở đây quay cái video này với lại anh Ben, và lát nữa được dành một ngày đi cùng với anh Ben. Và nếu mà bạn mà có một cái suy nghĩ trái chiều gì về anh Ben hay như thế nào đó thì chắc chắn các bạn nên thử tiếp xúc với lại anh, tại vì anh có thể biến bạn từ haters mà thành một người rất là yêu thích anh. Và nếu mà chưa thì nhưng mà nếu mà chưa thì hãy subscribe cho mọi người, xong rồi có cái chuông á, nhấn cái chuông đó, tại anh Ben nó lâu lâu đăng video thì sẽ báo notification. Em thì em quay một video thì em phải về nghỉ ngơi rồi 2 ngày sau em mới edit, nhưng đối với lại video lát nữa đi ăn với anh á, em không quan tâm là chỉ đi ăn hoặc là đi cà phê nữa, nhưng mà Wow, em về là man. em hứa em sẽ edit cho tới 4 5 6 giờ sáng, em không quan tâm. Và ngay sau khi Sneaker Fest là ngày 21, khoảng một vài ngày sau khi mà anh Ben về tới Mỹ sẽ có video đó up lên để anh Ben có Wow. thể xem và nhớ lại cách đây 1 tuần thì mình đang ở tại Việt Nam đang đi ăn với lại Phan Nguyễn. Wow. Thank you, Ok, man. Thank you, cảm ơn man. anh. Thì Alright. trong tương lai lần sau podcast ngồi xuống anh em plan smooth thành công hết. Ok, Hẹn gặp mọi người. cảm Bye ơn mọi bye. người, peace out. Double vlog, vlogception. Ngoài ra ở đây họ có những cái đồ cột tóc cho những bạn nữ mà khi mà ăn ở đây á, có thể cột tóc lên mà ăn thoải mái hơn. Fabo đang giới thiệu về những cái tiện ích ở đây khi mà đến đây ăn. Nào là trong này có bao nhiêu những cái đũa rồi những cái để lau kính trước các thứ. Ở đây thì là một cái nước lẩu do Fabo chọn, là một cái nước lẩu cà chua nhìn rất là đặc biệt. Dạ 200 người ạ. 200 nghìn. Hey, xin chào mọi người, hiện giờ Ben và Fabo đang ở Starbucks. Đây là một nơi rất là quen thuộc.
Và ban nãy khi mà đi ăn lẩu thì mẹ phải luôn ạ. Hello. Xin chào bạn. Yeah, this is Brian. Đây là một bạn mà vừa khoe với các bạn là bạn này biết Patagonia là nhờ xem vlog, và đây là một cái áo màu rất là đẹp. Shout out to Ben. Yeah. Thank you, Ben. Bạn nãy hỏi là Ben với cả Fabo collab hả? Thì Ben bảo là không, chuẩn bị hai anh em chiến nhau đây. Collab gì? Sắp collab nhau. Chuẩn bị tận nhau đây. Tôi hồi nãy giờ là từ các bạn trẻ cho tới những người phụ huynh luôn. Chứ không là làm cho mình với anh Ben càng ngày càng thấy là những cái gì mà mình đang làm không chỉ dành cho những bạn trẻ xem mà được cho những người phụ huynh xem nữa. Anh chị ở đây, Ben nãy cũng bảo là anh chị xem vlog của cả Ben và Fabo. Thank you anh chị. Okay, bye bye anh. Bye bye Fabo. Bye anh trai. See you soon man. See you soon. À, chủ nhật mình gặp. Chủ nhật. Bye bye. Bye. Hello. Xin chào mọi người. Xin chào Biton.